Chương 11 Chỉnh lý tiêu chuẩn Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện.audio Tuyên lịch năm thứ 8 ngày 18 tháng 5, Phó Đại quan mang Phó Tiểu quan đi dò xét liền nhà địa chủ lãnh địa sau đó, trở lại Lâm Giang. Chuyến này Phó Tiểu quan đối với nhà mình cái này đại địa chủ ruộng đất có sơ hơi biết, ở cái thế giới này làm ra cái đầu tiên khác mình đóng dấu sản phẩm, Tây Sơn Quỳnh Tương, thuận tiện thu cái tiểu đệ Bạch Ngọc Liên ngoài ra chính là đối với tây sơn biệt viện làm tương lai bước đầu hoạch định một cái tập hợp nghiên cứu cùng sản xuất căn cứ hình thức ban đầu ở hắn trong đầu dần dần có đường ranh tiếp theo chính là đối với cái thế giới này biết rõ dĩ nhiên chủ yếu là đối với lâm giang biết rõ đến nay hắn còn chưa từng ở lâm giang đầu đường đi dạo một chút đi dạo phố loại chuyện này trước kia là không thích nhưng hắn hiện tại rất vui lòng bởi vì thật rất rảnh rỗi cho nên ngày thứ hai rèn luyện xong tất dùng qua bữa ăn sáng hắn liền dẫn Bạch Ngọc Liên và Xuân Tú ngồi lên xe ngựa ra cửa, Bạch Ngọc Liên cứ như vậy kim nhiệm xe hắn phu. Tú Nhi, ta cần làm một ít bình thủy tinh, ngươi biết địa phương sao? Thủy tinh Nô tỳ không từng nghe qua, lưu ly ngược lại là có. À, lưu ly cũng được. Tây phường bên kia có, hiện tại đi xem xem. Phó tiểu quan tìm tòi một tí trí nhớ, Tây phường là một nơi chợ, vị trí xa xôi đi trước dư phúc ký tây phường có hay không đồ gốm có ừ được xuân tú không biết thiếu gia muốn những thứ này khí vật làm gì lưu ly rất đắt phó phủ cũng chỉ lão gia có một bộ lưu ly rượu cái không khách quý không thể dùng còn như đồ gốm ngược lại là tiện nghi nhà nhà đều phải sử dụng đồ phó tiểu quan không có hỏi lại hắn nhìn ngoài cửa xe sang sát phòng xá phong cách cổ xưa tao nhã sơn tấm đá xanh đường phố, thỉnh thoảng có tinh xảo lầu cát. Một chỗ phòng xá lầu hai tạo ra một cánh cửa sổ, có cô gái nhô đầu ra hướng xuống vọng, vậy chống đỡ cửa sổ cây trúc ngược lại là không có rớt xuống. Đối diện đường cái cửa hàng đã sớm mở cửa, cửa hàng các kiểu bài cờ ở sáng sớm trong gió phất phới. Đi buông hoặc đẩy xe cút kít hoặc nhảy cái thúng một đường thét to. Lâm Giang Thành đã sớm tỉnh lại. Như vậy nhìn, nửa giờ sau đó, xe ngựa đi tới dư phúc ký trước cửa con đường này kêu ngõ thập bát dặm không tính là lâm Giang thành nhất đường phố phồn hoa nhưng vị trí đã không tệ nếu như dựa theo kiếp trước giải thích nơi này coi như là cấp hai bến cảng phó tiểu quan đánh giá chung quanh liền một tí mặc dù trong trí nhớ tồn tại nhưng mình chính mắt nơi gặp nhưng chân thật rất nhiều dư phúc ký cửa cũng đã mở chỉ là cửa la tước không có gì quý khách dẫu sao là bán rượu cái này sáng sớm uống rượu khẳng định không nhiều. Dư phúc ký lão trưởng quỷ Thái Hy giờ phút này đang cau mày nhìn một bản sổ sách, sau đó một tiếng thở dài lắc đầu một cái. Những năm gần đây dư phúc ký tiêu thụ ngày càng xa suốt, tháng tư lại là ảm đàm, toàn tháng tiêu thụ tổng cộng là 120 cân, 600 văn tiền, lời 120 văn. Mặc dù nơi này bất động sản là tiểu thư năm đó nơi đưa, coi như bỏ ra tiền mướn phòng một khối này, trừ đi chi tiêu, đã là hao tổn hắn khép lại sổ sách, suy nghĩ được nghĩ một chút biện pháp, mặc dù cô gia không thèm để ý nơi này kinh doanh, có thể cái này cửa hàng là tiểu thư để lại cho thiếu gia, hôm nay biến thành như vậy, hắn cảm thấy rất là ấy nấy. Dư phúc ký rượu chỉ có một loại, chính là Tây Sơn Tử Phường sản xuất bình thường nhất rượu, liền tên chữ cũng không có. Giống đơn độc mà tầm thường, căn bản không có sức cạnh tranh, nếu như không phải là khách quen cũ chiếu cố, chỉ sợ đã sớm nhập không đủ chi đối diện tất thị quán rượu trước kia làm ăn cũng không tốt nhưng từ tất thị thiếu chủ tất viễn minh lấy được một loại tên là giao xuân rượu sau đó tất thị quán rượu làm ăn liền ngày càng chạy hắn đi mua qua giao xuân rượu so với kinh thành thiêm hương kém rất nhiều nhưng so nhà mình rượu nhưng lại thích rất nhiều có thể hắn đến nay không có tra ra rượu này nơi sản xuất liền vậy bó tay một tiếng thở dài hắn ngẩng đầu lên liền thấy được thiếu chủ mang hai người đi vào cái này làm cho hắn có chút kinh ngạc, thậm chí xoa xoa mắt lão, quả thật không có nhìn lầm, thật sự là thiếu chủ. Thái Hy vội vàng nghênh đón, Phó Tiểu quan cung kính đối với hắn thi lễ một cái, Thái Hy kinh hãi, lật đật đáp lễ, thiếu chủ chiếc sát liền lão nô. Thái Hy là từ Vân Thanh người làm, ban đầu từ Vân Thanh gả cho Phó Đại quan, hắn liền đi theo tới đây, thành Phó Gia người làm, tự nhiên cũng là thiếu chủ người làm. Thái Lão cần phải bị này thi lễ, từ nương thân về cõi tiên, dư phúc ký liền do thái lão một tay xử lý, coi như không có công lao cũng có khổ lao, không cần sợ hãi. Thái hiên ngược lại sợ hãi. Tiểu lão nhi bất lực, chưa từng đem tiểu thư lưu lại làm ăn làm xong, mời thiếu gia trách phạt. Phó tiểu quan khoát tay một cái, đây không phải là ngươi vấn đề, đây là ta vấn đề. Vừa nói phó tiểu quan liền khắp nơi nhìn xem, cái này cửa hàng rất lớn, bày biện nhưng vô cùng đơn sơ ở giữa đặt ba cái bàn bát tiên, dựa vào tường ba mặt để nhất lưu mà gạt ra hũ rượu, trên quầy để một tấm tính toán và mấy cái rượu chung. Sau đó liền cái gì cũng bị mất. Phó tiểu quan sờ một cái lỗ mũi, cười khanh khách cười một tiếng, cái này thật không phải là thái hy vấn đề. Thái trưởng quỷ, kêu hai người cầm ta trong xe ngựa rượu mang đi vào. Trong xe ngựa sắp xếp hai vò rượu, 40.50 kg, trong đó một vò là lúa mì cây cao lương hỗn hợp chân cất rượu, số độ đại khái 30 độ. Mà khác một vò là ở chỗ này trên căn bản tăng thêm gạo chân cất rượu, số độ đại khái chừng 40 độ. So với ban đầu ở Tây Sơn biệt viện nơi uống rượu, số độ hơi thấp một ít, nhưng ra rượu trước tiên nhưng cao hai thành. Cũng chính là chi phí ước chừng ở một hai rượu bảy văn tiền. Hai vò rượu đặt ở trên bàn, phó tiểu quan tùy ý ngồi xuống, đối với Thái Hy nói, thái trưởng quỷ nếm thử một chút. Thái Hy lấy rượu muỗng ly ly, đem bên trong một vò rượu nắp vạch trần, rượu thơm đập vào mặt, hắn nhất thời sửng sốt một chút, dùng sức ngửi một cái, vậy đôi mắt lão sáng lên, rượu ngon. Hắn mở là 30 độ vậy một vò, cái này đã sau so vốn là rượu cao chí ít 10 độ. Hắn thận trọng đánh một muỗng, rót vào ly ly chút ít, lần nữa tiến tới chóp mũi ngửi liền văn, một hơi uống vào, dư vị chốc lát, quay đầu đối với sau lưng tiểu nhị nói, đi cầm dao hương rượu lấy tới. Sau đó hắn mở ra khác một vò rượu, hơn nửa đậm đà rượu thơm làm hắn nhất thời cả kinh, đây là Thiêm hương mùi vị Năm đó tại Thượng Kinh, hắn theo tiểu thư làm việc, từng uống qua thiêm hương, còn không chỉ một lần. Hắn nghi ngờ nhìn xem thiếu chủ, chẳng lẽ hồ đại gia đem thiêm hương bài thuốc bí truyền truyền cho thiếu gia. Hắn lấy rượu lại phẩm. Và thiêm hương độc nhất vô nhị. Thiêm hương Phó tiểu quan lắc đầu một cái. Rượu này tại sao? Trước đó vài ngày theo phụ thân đi một chuyến Tây Sơn biệt viện, nhìn xem tử phường, liền thuận tay làm ra vật này. Phó tiểu quan hời hợt, nhưng Thái Hy nhưng khó mà tin tưởng. Tạm không nói thiếu gia đã từng làm việc hoang đường, rượu vật này hắn thấm nhuận trong đó mấy chục năm, tự nhiên biết phát triển lịch sử. Nếu như thiếu gia có thêm hương tửu bài thuốc bí truyền, vậy chẳng có gì lạ, mà nếu như là thiếu gia độc chế đây chính là liền rất lớn bản lãnh ngoài thị trường rượu lấy thiêm hương thứ nhất nhưng thiêm hương sản lượng cực thấp coi như là ở kinh thành cũng là số ít đạt quan quý nhân mới có thể uống được càng không cần phải nói kinh thành ngoài ra đây căn bản cũng chưa có bán nó đã không phải là dùng bạc tiền để cân nhắc mà là tượng trưng một loại thân phận nếu như thiếu gia thật tự chế này bài thuốc bí truyền vậy thì phá vỡ thiêm hương thần thoại liền có thể đi nhập tầm thường người dân nhà. Cái này là bao lớn thị trường. Tiểu nhị mang tới giao xuân rượu, Thái Hy bày ra ba cái rượu cái. Một ly rót vào giao xuân, một ly rót vào 30 độ rượu, lại một ly rót vào 40 độ rượu. Rượu này là đối diện tất thị trải qua doanh, tên là giao xuân, giá bán một hai mười lăm văn, thiếu gia phẩm phẩm. Phó tiểu quan bưng lên ly rượu ngửi một cái liền buông xuống, nói. Rượu này tối đa 20 độ. 20 độ là ý gì? Chính là rượu mảnh liệt độ, chúng ta muốn quyết định tiêu chuẩn, sau này nhà chúng ta rượu liền sẽ tiêu trên số độ, ví dụ như cái này vò, 32 độ, mà đây một vò, 42 độ. Cái này? Muốn như thế nào chỉnh lý? Rào, căn cứ khẩu vị tới định, hả, liền lấy 42 độ cái này vò làm chuẩn thường, càng dữ dội hơn rượu số độ cao hơn. Bạch Ngọc Liên ánh mắt sáng lên, biện pháp này có thể, như vậy ở Tây Sơn biệt viện uống, chắc là 50 độ. Thái Hy suy nghĩ tỉ mỉ chốc lát, có lĩnh ngộ, nhưng hắn cũng không ý thức được tiêu chuẩn này vừa ra, đối với lần này sau loại rượu sinh ra ảnh hưởng to lớn. Hắn giờ khắc này ở thưởng thức rượu, từ giao xuân bắt đầu, ba ly uống, gật đầu một cái. 32 độ rượu đã vượt xa giao xuân, càng không cần phải nói và thêm hương sánh vai khác một vò rượu hoặc giả là rượu nguyên nhân, hắn tâm tình vô cùng kích động, gương mặt già nua kia giờ phút này vậy hiện lên đỏ ửng, thiếu gia, có cái này hai loại rượu, dư phúc ký tất nhiên nổi tiếng thiên hạ. Hắn không có nói nổi tiếng lâm giang, bởi vì nếu như 42 độ rượu sản xuất nhiều, đó nhất định là nổi tiếng thiên hạ. Dám hỏi thiếu gia, cái này hai loại rượu sản lượng như thế nào? Mới tử phường còn ở xây, bất quá coi như là xây xong, rượu này sản lượng cũng sẽ không cao, Ta dự đoán một ngày, cái loại này 42 độ, ước chừng chỉ có chừng 30 cân. Cái loại này 32 độ sẽ nhiều một chút, phỏng đoán ở 70.80 cân đi. Sản lượng rất thấp à? Thái Hi hơi có chút thất vọng, sau đó hỏi. Vậy rượu này thiếu gia làm giá cả bao nhiêu? Cái loại này, phó tiểu quan chỉ chỉ 32 độ vậy vò, tên là Tây Sơn Hương Tuyền. Cái loại này, tên là Tây Sơn Thiên Thuần. Hương tuyền rượu làm giá cả một hai năm mươi văn, mà thiên thuần làm giá cả. Một hai ba trăm văn. Bạch Ngọc Liên cả kinh, nhìn phó tiểu quan, ngươi đặc biệt giật tiền à. Hắn là biết cái này hai loại rượu, hương tuyền chi phí bất quá bảy văn, thiên thuần chi phí bất quá chín văn, đây là nhiều ít lần lời. Thái Hy cũng là cả kinh, cái này. Có phải hay không, quá đắt. Phó tiểu quan cười nói. Ngươi nói, cái này hương tuyền rượu, trên thị trường có hay không? Thái Hy lắc đầu một cái, cái này còn thật không có. Người nói thiên thuần nếu có thể cùng thêm hương sánh vai, thêm hương trên thị trường có thể hay không mua được? Thái Hy lại lắc đầu. Cho nên, chúng ta đây là độc nhất kinh doanh, muốn bán nhiều ít chỉ bán nhiều ít, hơn nữa, bán thời điểm còn muốn hạn chế, cái này ta được trước thời hạn nói với ngươi, mỗi người, mỗi ngày, hương tuyền tối đa có thể mua 5 lượng mà thiên thuần thì tối đa chỉ có thể mua ba lượng điều này rất trọng yếu ngươi ngàn vạn lần nhớ nào có mở ra cửa hàng không có mở cửa đạo lý thái hy muốn không rõ ràng bạch ngọc liên và xuân tú giống vậy muốn không rõ ràng nhưng phó tiểu quan không có giải thích chỉ là nhấn mạnh một lần vừa theo hắn nói đi làm là được còn như mua bán thời gian chờ ta thông báo ngươi tin tức có thể thả ra ngoài nhưng không cho phép người bất kỳ thưởng thức Converter Du Ung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 12 Phẩm định Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Lâm Giang Thư Viện, Hà Uyển Đổng Thư Lan cùng một vị tóc bạc cụ già ngồi ở hồ sen bên đánh cờ. Cụ già chấp hắc trên bàn cờ rơi hạ một quân cờ, tùy ý hỏi. Hoàng thương chuyện. Đã định, Đổng Thư Lan hì hì cười một tiếng, tận Gia Gia ngại cũng không giúp một chút ta, ngài làm sao biết? Hì hì, hôm nay đánh cờ, ngươi đặt cờ tùy ý nhanh nhẹn nhưng lại vô cùng cái kết cấu, coi là trong lòng vô sự, cái này cũng có thể nhìn ra, xem cờ biết tính, xem chữ người quen, đây là lẽ thường, không hề là cái gì không được bản lãnh. Đổng Thư Lan bỗng nhiên nghĩ tới vậy hai bức chữ, cảm thấy lời này có chút thiên lệch, liền lắc đầu một cái tần lão cười một tiếng làm sao không tin đúng như vậy ta trước đó vài ngày đi hạ thôn gặp một người ngài hẳn nghe qua tên của người này chính là phó phủ phó đại quan con trai phó tiểu quan à cái đó cậu ấm nghe qua phó đại quan trước kia còn tới cầu cạnh qua ta suy nghĩ mời ta đi dạy hắn con trai tháng phụng một ngàn lượng bạc ha ha hắn ngược lại là bỏ được Bất quá khi đó con trai hắn tiếng xấu đã truyền khắp lâm giang, ta đương nhiên là sẽ không đi. Ngoài ra trước kia chính là hắn con trai trêu chọc ngươi sự kiện kia, hắn để cho người mang tới một bộ tiền triều thư thánh thư họa, mời ta giám định. Tần lão vừa nói vừa rơi hạ một quân cờ, nói. Đồ là hàng thật, hắn muốn đưa ta, nói gì? Hắn một đại lão thô không hiểu thưởng thức, thả ở nhà cũng là phí của trời, đúng là phí của trời, dĩ nhiên ta không muốn ngươi thấy hắn con trai sẽ không lại chuyện gì xảy ra mâu thuẫn đổng thư lan lắc đầu một cái hồi tưởng lại hôm đó ở tây sơn biệt viện nơi gặp một bên đặt cờ một bên nói có phải hay không mọi người đối với hắn cũng có cái gì hiểu lầm điều này sao có thể ban đầu ở lâm giang lâu ngươi nhưng mà tận mắt nhìn thấy nhưng mà đổng thư lan cắn môi một cái ta ở tây sơn biệt viện thấy hắn nhưng tự như thấy một người khác ngôn hành cử chỉ hoàn toàn khác nhau nhưng bộ dáng kia luôn là sẽ không sai, ngoài ra. Tần gia gia chờ chút. Đổng Thư Lan đứng dậy như một làn khói chạy vào nơi đây vậy nóc bên trong lầu nhỏ, sau đó lại đi ra, nàng cầm trên tay hai tấm giấy. Hai tấm giấy đặt ở cờ gọi trên, tần gia gia, dựa theo trên phố truyền lại và ta trước đó điều tra, người này. Là không có văn mới, đúng như ngài nơi đánh giá như vậy, vô học một cậu ấm công tử, có thể ngài xem xem cái này hai bài từ. Tần lão hơi có chút kinh ngạc, hắn cầm giấy lên trương nhìn, giữa lông mày tràn vào nồng, sau đó ngẩng đầu, đây là hắn viết. Đúng vậy, chỉ là hắn viết vậy chữ, chân thực không có cách nào xem, ta chép một phần. Sơn giữ ca mi liễm, ba đồng túy nhãn lưu. Thùy gia thủy điều sướng ca đầu, thanh nhiễu bích sơn phi khứ, vãn vân lưu. Cái này, thật sự là hắn viết. Ta tin chắc, hắn nha hoàng nói, đoan ngọ đêm đó, hắn ngồi trên trước cửa sổ, suy nghĩ tỉ mỉ mấy hơi thở, này từ liền rơi vào trên giấy. Hắn vậy nha hoàn còn nói, cái này thứ hai thủ từ, hắn cơ hồ không có suy tính. Tần lão giữa lông mày thành xuyên, cầm lên tấm thứ hai giấy. Giang Nam Nguyệt, thanh dạ mãn tay lâu. Tố Nga ứng tính biệt ly sầu. Thiên thượng cộng du du. Đổng thư lan hai tay chống cầm, hồi nhớ ngày đó, nói này từ lúc ấy cũng không có rơi xuống từ bài tên, bởi vì hắn vốn là câu thứ nhất là Giang Bắc Nguyệt, mà dựa theo này từ luật, hẳn là vọng Giang Nam, cho nên phía sau hắn nói vậy thì đổi thành Giang Nam Nguyệt. Tần lão không trả lời, nơi đây không tiếng động, hắn liên tục tế phẩm liền cái này hai bài từ, sau đó buông xuống. Nếu như đây thật là hắn làm. Người này, trước đây chính là dấu nghề. Người xem nơi này, du khách lên một lượt thập tam lâu, không tiện trúc tay ca thổi, cổ Dương Châu. Thập Tam Lâu là tiền triều năm đầu tới gần Hồ Tây một nơi cảnh điểm, ở một tràng trong hỏa hoạn hủy đi, ghi lại tại ở Mộng Lương Lục, một lá thư. Mà nay Hàng Châu, liền thuộc về năm đó Dương Châu vực, ngu triều sơ lập, mới đưa Dương Châu và Hàng Châu phân chia mở. Mộng Lương Lục, một lá thư không quốc học, thấy qua người không nhiều. Thập Tam Lâu nhưng mà 13 tầng lầu ý. Đổng Thư Lan hỏi. Không phải, thập tam lâu là chỉ đại Phật đầu đá phía sau núi 13 gian lầu. Đổng Thư Lan trừng mắt hạnh, quay hàm lội lên, tên này. Lừa gạt ta. Tần lão cười nói. Hắn lừa gạt ngươi gì? Hắn nói. Ta thích 13. Này là giả đến, ngươi cũng có thể hiểu là đứng được xem trọng được xa. Ha ha ha, cái này một giải pháp ngược lại là hiếm lạ. Này từ tại thủ pháp trên bút trơi tuyệt diệu, lấy dời tình phương pháp vừa viết ra non sông tươi đẹp đẹp hay, lại ẩn chứa yến tiệc vui sướng. Hạ khuyết lấy tiếng hát làm chủ tuyến, viết du khách tận hứng hứng thú, ẩn hàm ở chỗ này cảnh trí bên trong, tâm thần câu say, phóng lãng hình hài. Thùy gia thủy điều sướng ca đầu, ngươi nhìn một chút, lấy thủy điệu ca đầu từ bài tên nhập thơ, vốn là kiên kỵ, để ở chỗ này nhưng hết lần này tới lần khác làm người ta nghĩ thế nào, đây là. Mọi người làm à, lại xem đoan ngọ ngày đó, lâm gian các tài tử làm thi tự, hai tướng so sánh, cao thấp liền phán. Kinh tần lão một rõ ràng, Đổng Thư Lan đối với lần này từ lại thêm hai điểm biết rõ, liền cảm giác được người nọ. Bộc phát có chút không rõ. Tần gia gia, ngươi nói. Có người hay không bỗng nhiên ngộ hiểu. Ngược lại là có một người như vậy, ngu triều thái hòa trong thời kỳ nổi tiếng thừa tướng Yến Vân Xuyên, phụ tá tiên hoàng 20 năm, thành tựu trên lịch sử nổi danh thái hòa thịnh thế. Yến Vân Xuyên sống ở thương nhân nhà, không chuyện học vấn mà thường cư lầu xanh, tới 23 tuổi bỗng nhiên thông suốt, đóng cửa đi học 3 năm, tại Thái Hòa năm 6 trúng cử, Thái Hòa năm 7 đầu trạng nguyên, Thái Hòa năm 8 đảm nhiệm lưu huyện huyện lệnh, năm sau lại bộ kiểm tra đánh giá toàn ưu, vinh thăng lên lưu châu châu phủ tri châu, 3 năm sau nhập thượng kinh, đảm nhiệm trung thư môn hạ phó xạ, lại 3 năm, quan bái thừa tướng. Yến Vân Xuyên, một đời truyền kỳ à, kỳ tử Yến Bắc Khê phụ tá hai đời quân vương, tuyên lịch nguyên niên lấy 60 cao niên bái là thừa tướng. Mà Yến Bắc Khê con trai Yến Sư Đạo, người biết, hôm nay cũng là su mật viện su mật sứ, không ra ngoài dự liệu, hắn cũng đem lên đại bái tướng. Một môn ba tướng, biết bao vinh tai. Thượng Kinh Yến Gia, hôm nay đã là ngu triều đệ nhất môn phiệt. Tần lão cảm khái một phen, đột nhiên hỏi nói. Ta thật giống như nghe nói Yến Sư Đạo ấu tử Yến Hy Văn, đối với ngươi vô cùng là kính mến. Đổng Thư Lan khuôn mặt nhỏ nhắn một đỏ, nhờ người đến cửa nhắc qua. Bất quá, ta hiện tại còn không biết. Vậy hai tử ta gặp qua, không tệ, tuyên lịch năm thứ bảy trạng nguyên, tại văn chương phong lưu, xử sự, sự chững chạc, rất có hắn tổ phụ phong cách. Nhưng là... Không thú vị, Đổng Thư Lan lẩm bẩm một tiếng, lại nói. Vậy tần gia gia ngại nói, cái này phó tiểu quan, có khả năng hay không là thông suốt đâu. Một xem cái này hai bài từ, ngược lại là và trước kia ấn tượng hoàn toàn không cùng. Nếu như có thể tĩnh tâm đi học, chỉ sợ cũng có thể đứng ở trong triều đình. Đổng Thư Lan suy nghĩ phó tiểu quan làm những cái kia hoạch định, còn có liên quan tới hạt thóc mẫu sản xuất bay vùng vụt lợi nói, tự hồ hắn cũng không từng cân nhắc đi học, chuyện này được khuyên hắn một chút. Thương nhân nhà dù là phú khả địch quốc mới có thể có yến gia một môn ba tướng như vậy vinh quang sao? Cái thế giới này dẫu sao vẫn là người có học thế giới, cái gọi là mọi thứ đều là hạ phẩm, hơn thì cân nhắc, hắn vậy theo lý đi học. Nếu không ta hẹn hắn tới tầng gia gia ngài xem xem, ngươi sẽ không là đối với hắn. Đổng Thư Lan lớn buồn, gương mặt đỏ ửng, không có chuyện, chính là cảm thấy hắn nếu có tài hoa, vậy nên đi đi học con đường, muốn mời tầng gia gia khuyên bảo một hai. Cũng được, ta cũng muốn gặp gặp cái này viết ra Thùy Gia Thủy điều sướng ca đầu tiểu tử. Đổng Thư Lan và Tần Lão thảo luận Phó Tiểu Quan người này thời điểm, Phó Tiểu Quan tự mình đang tay phường làm và đi học không chút liên hệ nào sự việc. Dư Lão bản, người trong tiệm này khí vật ta cũng xem qua, nhưng là không hợp ý ta, ta muốn là cái loại này lưu ly ly. Phó Tiểu Quan vừa nói liền ngồi chồm hổm dưới đất, nhặt lên một cục đá nhỏ họa. Cái loại này ly nhỏ, phía trên là ly, đây là chân, dưới chân đây là bàn, đây là kiếp trước ly rượu chắc hình dáng, miệng ly muốn mượt mà, ly thể muốn thông suốt, chỉ có thể đựng rượu ba tiền. Bụng phệ dư lão bản có chút chật vật ngồi, cười khổ nói. Phó thiếu gia, vật này. Sợ là không làm được à. Hơn nghĩ một chút biện pháp. Giá tiền ngươi nói, ta muốn rất nhiều. Rất nhiều là nhiều ít. Tới trước một ngàn cái. Dư trung đàn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm phó tiểu quan thật dĩ nhiên có thể trước ký hợp đồng trả tiếp tiền cọc nhưng người giá cả không thể làm bậy bởi vì ta phía sau muốn càng nhiều hai người đứng lên dư trung đàn đưa tay hỗ trợ bên trong uống trà ta gọi sư phụ tới xem xem có không có cách nào giải quyết uống trà ngày khác ngươi trước nghiên cứu ta đi một chút đối diện diêu đồ sứ tiệm tới nữa phải ta bên này tận lực nghĩ một chút biện pháp nhìn phó tiểu quan rời đi dư trung đàn trà sát tay, một ngàn cái lưu ly ly, đây chính là đơn đặt hàng lớn, nếu như có thể giải quyết, lời khẳng định không nhỏ, chỉ là. Cái này phó gia con trai có đáng tin cậy hay không? Hôm nay thấy, làm việc dứt khoát lanh lẹ, trên mặt nhìn như vậy không giống như là làm trò đùa, và những tin đồn kia sai lệch hơi lớn, trước bỏ mặt những thứ này, nhất định phải cầm vật này làm ra tới, dù sao có hợp đồng tiền cọc, không lấy được tiền tìm cha hắn đi. Phó tiểu quan vào diêu đồ sứ tiệm, nhìn lướt qua trong tiệm hàng hóa, liền trực tiếp đối với trưởng quỷ nói. Ta là phó tiểu quan, tìm ngươi chủ nhân tới, ta có chuyện và hắn nói một chút. Lý trưởng quỷ sửng sốt một chút, phó tiểu quan, hắn nghe qua danh tự này à, chẳng lẽ và chủ nhân có cái gì va chạm? Phó công tử, nếu không, ngươi trước cùng ta nói một chút. Chuyện này ngươi không làm chủ được, ta muốn 10.000 cái bình, ngươi có thể làm chủ nói và ngươi nói cũng được. Lý trưởng quỷ há miệng một cái, lấy là mình nghe lầm, ngươi nói nhiều ít cái. Chí ít mười ngàn cái. Lý trưởng quỷ xoay người liền đi, phất phất tay, phó công tử, ta không chịu nổi ngươi cái này đùa giỡn, ngươi tìm nhà khác đi. Thật không? Dĩ nhiên. Phó tiểu quan xoay người ra cửa, đi cách vách khương ký đồ sứ tiệm. Cái loại này bụng bự bình sướng. Phó tiểu quan và khương ký lão bản khương thượng lâu ngồi chồng hổng dưới đất, bụng vòng cung tròn nhất định phải tróc lọt, dùng đỏ men, phía trên vẽ màu vàng hoa lan, nắp bình làm như vậy, nhớ nhét tốt sau đó dán kín tính nhất định phải tốt, phía dưới này lưu trữ bình để vậy lưu trữ, có thể làm được hay không? Khương thượng lâu suy tính hồi lâu, cái này khí vật ngược lại là dễ coi, độ khó chính là vẽ màu vàng hoa lan có chút phiền toái, cái này phải hai lần xử lý phó thiếu gia, đồ chơi này ngươi thật muốn lên vạn. Dĩ nhiên, ngươi làm ra hàng mẫu, chúng ta có thể ký hợp đồng chi tiền tiền cọc, sau này muốn càng nhiều, vậy còn muốn mới khí vật, chỉ là vật này ngươi được trước lấy ra mới nói phía sau. Phải, ngày mai ta tự mình đem hàng mẫu đưa đến phủ. Converter Du Ung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 13 Lâm Giang Tiên gửi thư Lan Hữu Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Trời đã trưa, mặt trời hơi cay, Lâm Giang Lâu. Phó tiểu quan nhìn Lâm Giang Lâu cái này bản hiệu chữ vàng, bỗng nhiên cảm thấy nếu như ban đầu không phải bởi vì nơi này phát sinh chuyện, mình chỉ sợ cũng thật chết ở kiếp trước vậy chỗ chiến trường. Có lẽ đây là số mệnh, hắn cười lên, xem được Bạch Ngọc Liên và Xuân Tú không giải thích được. Nơi này hồ tây giấm cá và tôm long tỉnh mùi vị không tệ, đi nếm thử một chút. Đi vào đại sảnh, sớm có trưởng quỷ đón. Ai nhà khách quý đến cửa, phó công tử mời vào bên trong. Phó công tử, ngài chữ Thiên phòng số 1 hôm nay cái có khách, ngài xem xem an bài ngài tại chữ Thiên số 2, có thể hay không? Lâm Giang Lâu chữ Thiên phòng số 1 nhưng mà phó gia đại thiếu gia chuyên dụng, chỉ là lần trước ra vậy ngăn cản tử chuyện sau đó phó gia đại thiếu cái này hơn tháng cũng không có lại tới, suy nghĩ bị vậy dạy bảo chỉ sợ là bị phó gia lão gia cho nhốt ở trong nhà, nhưng không ngờ tới hôm nay cái bỗng nhiên tới, lại đúng lúc Lâm Giang thành mấy đại cự thương ở chỗ này mở tiệc mời đương triều hộ bộ thượng thư con gái Đổng Thư Lan. Cái này làm cho trưởng quỷ trong lòng có chút thấp thỏm, hắn rất sợ tên này rất không nói lý hoành tới. Vạn nhất tên này cần phải muốn chữ thiên phòng số một, đi đập người ta mặt mũi, mình tử lâu này chỉ sợ cũng sẽ bị liên lụy. Không sao, chúng ta liền ba người, liền ở bên ngoài đi, tìm một gần cửa sổ chỗ là được. Phó tiểu quan giọng nhẹ nhàng hòa khí, trên mặt cũng không chút nào sắc giận, trưởng quỷ lại một lần nữa trộm nhìn lén xem, nhỏ ý nói. Lấy phó công tử thân phận, ngồi ở bên ngoài không ổn, nếu như phó công tử nguyện ý chịu thiệt chữ thiên phòng số 2, cũng đã là cho cố mổ thiên đại mặt mũi. Lâm Giang lâu chữ thiên phòng số một cực lớn, sửa chữa phong cách cổ xưa tao nhã khảo cứu, có thể bày bàn tiệc tám trương, còn có một thổi kéo đàn hát sân khấu, chữ thiên phòng số hai lần. Đối với này lúc phó tiểu quan mà nói, hắn là không cần, cho nên hắn vẫn là nói. Cố trưởng quỷ không cần như vậy, ta ba người liền ngồi bên ngoài, cho chúng ta tới một bình long tỉnh, ngoài ra. Ta liền điểm cái hộ tay giám cá, còn lại ngươi giúp ta an bài, chỉ như vậy, ngươi đi làm. Phó tiểu quan nói xong liền hướng lầu hai đi tới, cố trưởng quỷ nhìn tấm lưng kia nhìn rất lâu, sau đó lắc đầu một cái, lẩm bẩm một câu. Không phải là có gì yêu con bướm đi. Sau đó hắn hướng về phía một tiểu nhị rống lên một giọng. Phó công tử lầu hai chỗ trang nhã, trên cực phẩm long tỉnh một bình, nhanh lên một chút. Xuân Tú mấy ngày nay đã dần dần quen thuộc thiếu gia làm việc phong cách, ngược lại là lơ đễnh, nhưng Bạch Ngọc Liên vẫn là nhìn nhiều phó tiểu quan hai mắt. Ba người dựa vào cửa sổ ngồi xuống, phó tiểu quan cười nói. Ban đầu, chính là cái này ngồi xuống tiệc gặp đổng thư lan ra vậy chuyện hư hỏng bạch ngọc liên khẽ nhíu mày hỏi đây là thăm lại chốn xưa muốn tìm về mặt mũi phó tiểu quan lắc đầu tìm cái gì bãi đó là ta tự lấy thật ra thì ta rất cảm ơn nàng nếu như không phải là vậy một gia hỏa nói các ngươi cũng không rõ ràng một tiếng thở dài tầm mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ đời người như mộng nhất tôn hoàng lỗi giang nguyệt hôm nay giờ phút này, muốn uống hai ly. Đổng Thư Lan theo hẹn tới, theo nàng cùng nhau còn có lâm giang thư viện tần lão. Hai người vừa vặn lên lầu, đầu tiên nhìn liền nhìn thấy ngồi ở bên cửa sổ phó tiểu quan. Hắn đang kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ, sau đó thuận miệng liền nói ra một câu kia. Đời người như mộng, nhất tôn hoàng lỗi giang nguyệt. Ta mời người uống hai ly. Phó tiểu quan quay đầu, Đổng Thư Lan mang cái khăn che mặt đang vui yêu kiều nhìn hắn trùng hợp như vậy. Phó tiểu quan đứng dậy, tới tới tới, ngồi chung, lão nhân gia này ngài xin mời ngồi. Tần lão không có lên tiếng, hắn lớn lạc lạc ngồi xuống, liền nhìn như vậy phó tiểu quan. Đời người như mộng. Phó công tử đây là đang xúc động cái gì chứ? Thoáng một cái chính là hơn tháng, khi đó ta không hiểu chuyện, ở chỗ này đắc tội cô nương, hôm nay cái lấy rượu bồi tội. Đổng Thư Lan ánh mắt sáng lên có Tây Sơn Quỳnh Tương. P. S. Quỳnh Tương Mỹ Tửu, rượu ngon, cái này thật không có, bất quá lần này trở về ngược lại là mang theo hai loại rượu, một loại kêu hương tuyền, một loại kêu thiên thuần, so với Tây Sơn Quỳnh Tương hơi kém, nhưng thiên thuần đã có thể cùng thêm hương sánh vai. Lấy ra nếm thử một chút. Không mang trên người, qua mấy ngày ở dư phúc ký hạn chế tiêu thụ, đến lúc đó. Nhà, ta đã nghe nói cô nương cái này hai ngày phải trở về thượng kinh, đến lúc đó ta nhờ người mang một ít cho ngươi. Tần lão nghe có chút khó tin, có thể cùng thiêm hương sánh vai rượu. Điều này sao có thể? Hắn nghi hoặc nhìn Đổng Thư Lan, Đổng Thư Lan cười nói. Ta là tin tưởng, bởi vì ta đi Tây Sơn biệt viện lúc đó, uống qua sao thiêm hương còn muốn tốt rượu. Ta có mang về hai vò, bất quá suy nghĩ mang đi thượng kinh giao cho trưởng công chúa Điện Hạ, là hắn rượu này nhập hoàng cung lót đường, nếu không ngồi hồi trở về ta đánh một chút cho tần gia gia ngài nếm thử một chút tần lão vui vẻ ngươi con bé này hắn không có tiếp tục cái đề tài này mà là tầm mắt chuyển hướng phó tiểu quan hỏi mới vừa rồi nghe ngươi nói đời người như mộng nhất tôn hoàng lỗi gian nguyệt đây cũng là một bài từ bên trong một câu phó tiểu quan cũng không nhận ra tần lão nhưng cái này cụ già mặc dù mặt trước giản dị nhưng trong giơ tay nhất chân tự có đại gia phong phạm hơn nữa hắn cười gọi Đổng Thư Lan vì ngươi con bé này, thân phận tất nhiên cao quý, muốn đến là Đổng Thư Lan trưởng bối. Cho nên Phó Tiểu quan thận trọng đối với Tần Lão thi lễ một cái, nhận lấy Tiểu Nhị trên tay bình trà, một bên chăm trà một vừa cười nói. Chợt có cảm giác, ta là lần đầu tiên ở nơi này cùng Đổng Cô Nương gặp nhau, khi đó càng rỡ, đắc tội Đổng Cô Nương, nhưng cũng vì vậy tỉnh ngộ, cố cảm thấy đây cũng là đời người như mộng. Cho nên ngươi thật tốt xin cảm ơn ta đổng thư lan cùng phó tiểu quan đã có mấy phần quen thuộc nói tới nói lui liền rất là tùy ý dĩ nhiên ngươi xem ta có rượu ngon nhưng mà đầu tiên mời ngươi thưởng thức ngươi hôm nay cái cũng không rượu ta ngày mai lên đường hồi thượng kinh vậy ngươi hiện tại làm một bài từ cho ta được không cái này ngươi nhưng mà cho ta ra một đạo vấn đề khó khăn phó tiểu quan vừa nói suy nghĩ một chút đối với tiểu nhị nói giúp ta lấy giấy và bút mực tới tần lão vốn cho là hắn sẽ lui bước đổng thư lan vốn là một câu đùa giỡn làm từ loại chuyện này có thể cũng không phải là tiện tay lấy mà là muốn nổi lên tổ chức một bài tốt từ thậm chí muốn nhiều lần mại cho nên đổng thư lan cho tần lão thấy qua vậy hai bài từ đổng thư lan nói hắn là vung lên mà liền đổng lão là không quá tin tưởng đến hiện trường viết từ loại chuyện này rất nhiều nhưng trên thực tế những cái kia từ ngày thường đều đã ở tính toán giờ phút này Đổng Thư Lan lấy ngày mai lên đường mệnh đệ, đây cũng là một bài đưa tiễn từ, lại xem cái này thiếu niên viết như thế nào tới. Vẫn là xuân tú mài mực, phó tiểu quan cử bút suy nghĩ tỉ mỉ. Chữ thiên phòng số một mở cửa ra, khúc ký gia chủ khúc thượng lai đi ra, hắn vốn là chuẩn bị xuống lầu đi nghênh đón Đổng Thư Lan và Tần Lão, nhưng không ngờ tới hai người giờ phút này đang ngồi ở bên ngoài. Hắn đi tới, đang muốn lên tiếng chào hỏi, tần lão nhưng đối với hắn khoác tay một cái hắn tò mò đi tới liền vừa vặn thấy được phó tiểu quan cử bút tỉnh tư phó gia thiếu gia người này ngực không nửa điểm mực nhưng ở tần lão trước mặt múa rìu trước cửa nhà lỗ ban đổng thư lan không quay đầu lại nàng có chút khẩn trương tầm mắt rơi trên giấy lại không có dời đi lâm giang tiên gửi thư lan hữu đây là từ bài tỏ rõ này từ là đổng thư lan mà viết chữ này thật xấu xí. Tần lão nhíu mày một cái, Đổng Thư Lan là biết hắn chữ rất xấu, nhưng là hắn thật vì mình viết một bài từ, cái này làm cho nàng hơi có chút e lệ rụt rè. Phó tiểu quan bút trơi. Biệt hậu nhàn tình hạ sở ký. Sơ oanh tạo yến tướng tư. Tần lão ánh mắt sáng lên, Đổng Thư Lan kiểm nhi dọn ra một đỏ, may mà có cái khăn che mặt vây quanh. Tên này, viết gì chứ, có trực tiếp như vậy sao? suy nghĩ ngày đó hắn cũng là trực tiếp như vậy nói câu kia. Tiểu nương tử, ta muốn kết hôn ngươi làm vợ, nàng bộc phát e lệ rụt trè. Kim Nhật Bàn hoàng ức đang thì, phiêu linh tâm sự, tàn nguyệt lạc hoa tri, phiêu linh tâm sự, tàn tháng hoa rơi biết. Tần lão vỗ tay, cơn sóng trong lòng dân trào, đẩy lòng liền nói mấy tiếng tốt. Đổng thư lan trái tim nhỏ mà phốc phốc không ngừng nhảy, muốn ngăn cản phó tiểu quan viết tiếp hết lần này tới lần khác trong lòng lại có mấy phần trong đợi. Sinh tiểu bất tri gian thượng lộ, phân minh khước đáo. Ô y. Phó tiểu quan ở chỗ này hơi dừng một tí, bởi vì nguyên câu là rõ ràng nhưng đến lương khe suối, mà Đổng Thư Lan cũng không phải là đến lương khe suối, nàng là hồi thượng kim kim lăng, liền lấy ô y hạng ô y. Sau đó bút trơi lại không dừng lại. Thông thông cương dục ngữ phân huệ, hương mộng tiêu, song bạch nhất thanh kê thu bút. Nhìn Đổng Thư Lan, một mặt nụ cười. Tốt từ. Tốt từ. Tần lão giờ phút này mới đập bàn khen nhiều, hắn cầm giấy lên trương, cẩn thận thổi thổi. Lâm Giang Tiên gửi Thư Lan hữu biệt hậu nhàn tình hạ sở ký. Sơ oanh tạo yến tướng tư. Kim Nhật bàn hoàng ức đang thì, phiêu linh tâm sự, tàn nguyệt lạc hoa tri, phiêu linh tâm sự, tàn tháng hoa rơi biết. Sinh tiểu bất tri gian thượng lộ, phân minh khước đáo ô y thông thông cương dục ngữ phân huệ, hương mộng tiêu sông bạch nhất thanh kê tần lão một bên ngâm tụng một bên đánh tiết sau đó liền cất tiếng cười to thơm mộng tiêu cửa sổ trắng một tiếng gà hay lắm hay lắm khúc thượng lai có chút mộng tần lão là nhân vật thế nào ngu triều đỉnh đỉnh nổi danh đại nho phó tiểu quan là người nào trong lâm gian thành một cậu ấm gieo họa một phe phóng đảng công tử hắn lại có thể lấy được tầng lão cao như vậy tán thưởng. Thế đạo này, có chút xem không rõ ràng à. Thư Lan, ngươi xem. Tần lão xây nơi này từ lúc đó, biệt hậu nhàn tình hà sợ ký. Sơ oanh tạo yến tướng tư. Hai câu này. Ta không bình luận, Đổng Thư Lan ngẩng đầu, liếc phó tiểu quan một mắt, phó tiểu quan cười hắc hắc, sờ một cái lỗ mũi. Kim Nhật bàn hoàng ức đang thì, phiêu linh tâm sự, tàn nguyệt lạc hoa tri, đây cũng là ban đầu các ngươi giữa lần đó hiểu lầm, phiêu linh tâm sự, tàn tháng hoa rơi biết. Hai câu này, chính các ngươi rõ ràng. Đổng Thư Lan cúi đầu, hai tay nắm tà áo vuốt ve. Sinh tiểu bất tri gian thượng lộ, phân minh khước đáo ô y, tiểu tử này ý là hắn không biết đi thượng kinh đường, nhưng ở trong mộng đến ô y hạn. Vội vã vừa muốn tiếng nói phân mang theo. Phân mang theo, có thể rõ ràng tụ tán, chia lìa thơm mộng tiêu, cửa sổ trắng một tiếng gà. Trong mộng đến ô y hạng, đang muốn khuynh thuật nhưng tỉnh mộng chia lìa, ngoài cửa sổ một tiếng gà gáy báo hiểu, trời đã sáng, lúc đầu mộng một tràng. Này từ hợp với tình thế cần phải tình cần phải. Bạn bè tình nghị, là lão hữu năm gần đây nơi gặp đưa tiễn thi từ đứng đầu, làm phù một lớn trắng, mang rượu tới. Tiểu nhị mang rượu lên, tần lão đem cái này trang giấy đưa cho Đổng Thư Lan, đây là hắn viết cho ngươi thế gian không hai. Đổng Thư Lan nhận lấy, lực đật nhét vào trong tay áo, không dám ngẩng đầu, càng không dám lại xem chút. Tiểu hữu tài cao, lão hữu kính ngươi một ly. Phó tiểu quan vội vàng đứng lên, tiểu tử không dám, lão trường khen lầm. Ta họ tần, ở Lâm Giang Thư Viện, sau đó có rỗi rảnh, xin tiểu hữu có thể đi Thư Viện xem xem lão hữu. Tần lão nặng lời, tiểu tử sau đó định đi Thư Viện, lắng nghe tần lão dạy bảo. Converter Du Ung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 14 Tài tử Phó Tiểu quan. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Khúc thượng lai lâu ra không về, chữ thiên phòng số một bên trong trong lòng mọi người rất có nghi ngờ, đợi tiểu nhị đi vào chăm trà hỏi tới, mới biết Đổng Thư Lan và Tần Lão giờ phút này liền ở bên ngoài. Người nói Phó Tiểu quan tại chỗ là Đổng Gia Tiểu Thư làm một bài từ, còn chiếm được tần lão tán thưởng. Câu hỏi là trương ký lão bản trương lương con trai thứ trương văn hàng. Tay hắn cầm quạt xếp, mặc quần áo trắng, giờ phút này đứng lên, hơi nhíu mày, đầy mặt nghi ngờ. Lâm Giang tứ đại tài tử, lấy trương văn hàng cầm đầu, tại tuyên lịch năm thứ bảy trúng cử, năm nay tháng 9 liền muốn tại thượng kinh tham gia thi hội, này tiệc tới một cái là Đổng Thư Lan tiễn biệt, thứ hai, hắn là muốn cùng Đổng Thư Lan cùng đi thượng kinh. Hồi công tử, phó thiếu gia quả thật tại chỗ làm một từ, tần lão ngâm tụng sau kêu liền ba tiếng tốt, tiểu nhân suy nghĩ, đó phải là tốt lắm. Ngoài ra, tần lão còn muốn đặt liền phó thiếu gia có rỗi rảnh đi lâm giang thư viện một từ. Tiểu nhân không có nói láo, khúc gia chủ cũng ở đây. Trương Văn hàng quạt xếp nhẹ lay động, giữa lông mày giãn ra, nhẹ bỗng phất phất tay. Ngươi đi xuống đi. Hắn cũng không có xung động đi ra ngoài, mà là ngồi xuống, đối với tại mọi người chung quanh tháng phục chưa từng lọc vào tai. Lâm Giang phó thiếu gia hắn dĩ nhiên là biết, bất quá lẫn nhau cũng không đồng thời xuất hiện. Một cái cậu ấm công tử, một cái Lâm Giang tài tử, bọn họ vốn là đi ở hoàn toàn không muốn kết giao hai con đường người trên. Phó tiểu quan thừa kế gia sản làm hắn đại địa chủ, mà hắn nhưng là muốn nhập miếu đường làm quan một phe. Tháng trước phó tiểu quan càng rỡ chuyện truyền khắp Lâm Giang, hắn tự nhiên cũng là biết, Lúc ấy nghe được tin tức này, hắn cũng chỉ là cười một tiếng, đối với tiểu mùi trương phái nhi nói một câu. Hắn đó chính là con cốc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga. Không biết trời cao đất rộng. Phía sau truyền tới phó tiểu quan bị động thư lan thì vệ đánh, hắn cũng không kinh ngạc, lấy phó tiểu quan ngày thường chuyện làm, coi như phó tiểu quan bị giết, hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nhưng hắn trong lòng bây giờ nhưng có chút kỳ quái nếu Đổng Thư Lan như thế chăng muốn gặp Phó Tiểu quan bọn họ vì sao sẽ ngồi chung một chỗ? Thậm chí còn để cho Phó Tiểu quan là nạn làm một từ. P, S, từ, cũng gọi là trường đoạn cú, thể loại văn vận thời đường, tống ở Trung Quốc, đây mới là vấn đề căn bản. Đổng Thư Lan ở Lâm Giang đoạn này ngày giờ, hắn là xài cực lớn tinh lực đi cùng, đối với Đổng Thư Lan tính tình, hắn tự giác ít nhiều có chút biết rõ bỏ ra Đổng Thư Lan lần này đàm phán triển hiện ra thiên phú kinh người, nàng bất quá là mới cặp kê thiếu nữ, nàng và thiên hạ này rất nhiều cô gái cũng không hay gửi, thân cận văn nhân, kính mến tài hoa, ông tài tử giai nhân mơ ước. Phó tiểu quan cả người, trừ hơi tiền, liền không có gì cả. Có thể hắn ngày hôm nay nhưng làm một bài từ. Cái bài này từ còn chiếm được đương triều đại nho tần lão tán thưởng, vậy liền nói rõ giá từ nhất định là cực tốt mà không học vấn nên không có làm được gì phó tiểu quan, hắn có thể làm ra như vậy từ sao? Dĩ nhiên không thể, như vậy, hết thảy các thứ này đều là phó tiểu quan mưu tính. Hắn biết Đổng Thư Lan muốn tới Lâm Giang lâu dự tiệc, hắn cũng biết Đổng Thư Lan sắp rời khỏi Lâm Giang, cho nên, hắn chuẩn bị một bài từ, dĩ nhiên không phải hắn viết. Hắn lấy phương pháp như vậy để lấy lòng tại Đổng Thư Lan, như vậy, cái này liền nói rõ hắn đối với Đổng Thư Lan vẫn chưa chết tim. Người này lại như vậy âm giảo. Vậy thì được vạch trần hắn, để cho hắn mặt mũi quét sân, để cho Đổng Thư Lan chính mắt nhìn một chút kinh tởm mặt miệng, sau đó, hắn liền vĩnh viễn không ngày vương mình. Thật tốt địa chủ ngươi không làm, trang cái gì văn nhân. Trương Văn Hạng biết rõ trong này đạo lý, liền quyết định kế hoạch, cùng ngồi ở bên cạnh Lâm Giang khác một tài tử liễu cảnh hành rỉ tai một hồi. Đúng như vậy, mẫu thân sáng lập dư phúc ký nàng về cõi tiên sau đó dư phúc ký làm ăn liền ngày càng xa sút đây là ta không muốn nhìn thấy, cho nên liền lấy một ít rượu. Phó tiểu quan dĩ nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội là rượu của hắn tuyên truyền một phen, nhất là ở biết tầng lão thân phận sau đó. Đương kim ngoài thị trường rượu cũng không có tiêu chuẩn, nói cách khác mọi người chỉ biết là thiêm hương tốt, có thể kết quả tốt tới trình độ nào nhưng không cách nào tiêu định. Cho nên ta quyết định cho rượu chỉnh lý một cái tiêu chuẩn, Lấy số độ tới phân biệt Cái gọi là số độ, chính là chúng ta bình thường nói mảnh liệt độ Ví dụ như dư phúc ký trước kia bán rượu và cái này trên thị trường tuyệt đại đa số rượu, nó chỉ có 15 độ Nhưng mà hương tuyền rượu lại có 32 độ, mà thiên thuần rượu đạt tới 42 độ Còn như đổng cô nương ở Tây Sơn Biệt Viện nơi uống quỳnh tương, nó là 48 độ Dĩ nhiên, số độ càng cao rượu sản lượng càng thấp, sử dụng nguyên liệu vậy biến đổi tinh tế ví dụ như hương tuyền rượu nó chi phí liền đạt tới một hai bốn mươi văn mà thiên thuần số độ tăng cao mười độ chi phí nhưng tăng lên gấp mấy lần bạch ngọc liên bỗng nhiên nhìn phó tiểu quan một mắt người này mặc không đỏ tim không đập mạnh mắt như vậy tần lão nhíu mày hi hi nó mặc dù quý nhưng là ta dám cam đoan uống qua ta rượu người sẽ không lại uống cái khác rượu dĩ nhiên dư phúc ký rượu mục tiêu khách hàng đoàn thể vậy không giống nhau nơi tiêu thụ đối tượng là như khúc lão bản như vậy đại thương nhân, là như tần lão ngài như vậy đại văn nhân. Ngoài ra chính là, rượu này sản lượng cực thấp, cho nên chúng ta dư phúc ký nghiên cứu sau đó quyết định, hương tuyền rượu mỗi ngày mỗi người giới hạn mua 5 lượng, mà thiên thuần rượu thì giới hạn mua 3 lượng. Đổng Thư Lan rất cẩn thận nghe, nghi ngờ hỏi nói. Còn có không cho phép người ta mua thêm đạo lý? Dư Phúc ký rượu tuy tốt, lại cũng không mê rượu à mỗi ngày sản lượng cứ như vậy một chút vạn nhất khúc lão bản mua xong tần lão muốn uống làm thế nào tần lão ha ha cười lớn khúc thượng lai like nhưng xem thường hắn nói nếu như ngươi vậy thiên thuần thật có thể và thiêm hương sánh vai ta khẳng định sẽ mua được nếm thử một chút nhưng nếu là phù khoa khúc mổ cái miệng này nhưng mà không nể mặt khúc lão bản yên tâm nếu như không so được thiêm hương ngài đập tiệm của ta đều được lời này nói năng có khí phách, phản làm khúc thượng lai có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ người này thật nắm giữ thêm hương bài thuốc bí truyền không được? Khúc thượng lai chợt nhớ tới chữ thiên phòng số một còn có đám người chờ, liền không người nói. Đổng tiểu thư, tần lão, lâm giang mấy vị gia chủ là hai vị chuẩn bị mỏng tiệc, cái này thời gian cũng không còn nhiều lắm, hai vị có thể hay không? Đổng thư lan đứng lên, đối với phó tiểu quan nói đừng quên đem ngươi rượu kia nhờ người mang đến cho ta nhất định nếu hai vị ước chừng ta cũng không liền ở lâu dư phúc ký rượu trước đưa ra thị trường ta cũng sẽ đưa một ít cho tần lão phẩm phẩm như vậy sau này trò chuyện tiếp tần lão và đổng thư lan theo khúc thượng lai đi chữ thiên phòng số một đổng thư lan không có lại muốn đặt phó tiểu quan cũng không biết là cố ý vẫn là quên bạch ngọc liên đây là cười nói ngược lại là coi thường ngươi khoác lát bản lãnh cũng không nhỏ đây cũng không phải là khoác lát ai biết tần lão thân phận chậm một chút bất quá không quan hệ hắn không phải mời ta đi lâm giang thư viện sao cùng bình làm được ta mang rượu đi gặp hắn hắn ở văn nhân bên trong ảnh hưởng quá lớn mà văn nhân vật này mà muốn làm mấy thủ tốt từ liền không tránh được muốn uống rượu văn nhân không thiếu tiền dù là thiếu tiền hắn mượn tiền vậy được mua được uống đây là tại sao Xuân Tú hỏi. Bởi vì văn nhân sĩ diện hảo. Tiểu nhị lên rượu món, ba người tùy ý ăn uống, trò chuyện tùy ý đề, thổi tùy ý gió ấm áp, ngược lại cũng khá là thích ý. Chưa tới nửa giờ sau, ba người cơm nước no nê đang phải rời khỏi, nhưng không ngờ tới chữ thiên phòng số một cửa mở ra, khúc thượng lai lại đi ra. Phó công tử chậm đã, là như vậy, Lâm Giang Hoàng thương chuyện đã định, mà Đổng tiểu thương ngày mai liền muốn lên đường đi thượng kinh, cho nên đâu trương ký liễu ký hoàng thị còn có ta khúc ký cùng với ba đại buôn bán lương thực gia chủ và mọi người nhà các vãn bối cùng ở chỗ này là đổng tiểu thư tiễn biệt mới vừa rồi bên trong hàng huyên tới phó công tử cử bút thành từ mà này từ thật tốt có thể bởi vì này từ là ngươi là đổng tiểu thư làm đổng tiểu thư không muốn lấy ra cùng nhau thưởng thức ý của mọi người tư là mời phó công tử đi vào tới một cái chung nhau là đổng tiểu thư tiễn biệt thứ hai là ta lâm gian tài tử thêm vẻ vang, như thế nào? Phó tiểu quan yên lặng hai tức, cười nói. Ta liền không vào. Phiền toái khúc lão bản hỗ trợ nhắn lời, các vị thúc bá thịnh tình tiểu quan tâm lĩnh, ngoài ra chút động cô nương một đường thuận gió. Ta còn có rất nhiều sự việc, liền cáo từ trước, dư phúc ký rượu mới đưa ra thị trường lúc đó, hoan nghênh mọi người tới tham gia náo nhiệt. Hắn cất bước hướng thang lầu đi tới, khúc thượng lai phất một cái ống tay áo, mặt có sắc giận, xoay người đi vào chữ thiên phòng số 1. Trương Văn Hàng hơi có chút thất vọng, nhưng cũng ở hắn tính toán bên trong. Phó tiểu quan nếu như thông minh một chút xíu, hắn cũng sẽ không đi vào, bởi vì hắn đã đem bào thơ đó cho Đổng Thư Lan, hắn mục đích đã đạt tới, tự nhiên không cần đi vào tự rước lấy. Trương ký gia chủ trương chi sách vỗ vỗ khúc thượng lai bả vai, cười nói. Cần gì phải làm cho này cùng chuyện nhỏ tức giận phó đại quan là một nhân vật điểm này các vị đang ngồi không có ý kiến chớ còn như hắn nhi tử này ở lâm giang lớn như vậy cái địa phương cũng là rất nổi danh sau lưng bất luận người thị phi chúng ta uống rượu đừng mất hứng thú một phen nhiệt liệt mời rượu sau đó liễu ký liễu vận thành con trai liễu cảnh hành nói chuyện mang ba phần say phó tiểu quan người này chúng ta lâm giang tài tử là khinh thường tại giao thiệp với hắn nhưng hắn chuyện làm lại nghe được rất nhiều duy nhất chưa từng nghe qua là hắn biết làm thơ mọi người suy nghĩ một chút một cái suốt ngày trà trộn vào lầu xanh tửu lầu phóng đảng công tử liền một người tú tài thân phận có nói một chút thân phận này vẫn là mua được bỗng nhiên có một ngày hắn biết làm thơ hơn nữa còn rất tốt điều này sao có thể vậy hiền chất ý tiểu chất lấy là hắn cho đổng tiểu thư bào thơ đó là người khác làm hắn làm của riêng lấy này lấy lòng đổng tiểu thư hắn tin có thể giết lời này nói năng có khí phách, Trương Văn Hàng phe phải quạt xếp, hiểu ý cười một tiếng. Tần Lão và Đổng Thư Lan đều là nhíu mày một cái, liền lại nghe gặp Liễu Cảnh Hành nói. Mọi người suy nghĩ một chút, nếu như hắn thật có chân tài thực học, lần này đi vào làm lần trước thủ, tới một cái là hắn xứng danh, thứ hai là hắn nêu cao tên tuổi, nhìn năm hiếm có thật tốt cơ hội, có thể hắn cũng không dám đi vào, vì sao? Bởi vì ngực không nửa điểm mực, trừ sao tới bào thơ đó, hắn liền cái gì cũng không biết. Này, tiểu nhân vậy. Đám người hoang hô, đều là sâu sắc cho là đúng. Đổng Thư Lan yên lặng chốc lát, từ trong tay áo lấy ra hai trang giấy tới. Nàng thản nhiên nói. Nếu như phó tiểu quan đúng như ngươi nói, như vậy mời các vị xem một chút hai bài từ. Nàng đưa cho liễu cảnh hành, lại nói. Cái này hai bài từ là phó tiểu quan tại đoan ngọ đêm làm, các vị xem xem có thể hay không nhập vào ngươi cùng pháp nhãn. Trương Văn Hàng chân mày nhíu một cái, liễu cảnh hành nhận lấy tờ giấy. Vọng Giang Nam Giang Nam Nguyệt Giang Nam Nguyệt, thanh dạ mãn tây lâu. Vân Lạc Khai thì băng thổ giám, lãng hoa thâm sử ngọc thẩm câu. Viên khuyết kỹ thì hưu. Tố Nga ứng tính biệt ly sầu, thiên thượng cộng du du. Năm thôi, toàn trường đều kinh hải, nhưng yên lặng như tờ. Converter Du Ung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 15 Do tặng tiện tới tiêu xài xa xỉ. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Cái này. Đây là phó tiểu quan làm. Trương Văn Hàng thông suốt đứng lên, trong tay quạt xếp lại không có lại đông đưa. Liễu Cảnh Hành đã đem hai bài từ ngâm tụng xong, nơi đây yên lặng mấy hơi thở trương công tử đây là không tin. Đổng Thư Lan dững dưng một tiếng, lại nói. Lúc mùng 5 tháng 5 đêm, Phó Tiểu quan tại Hạ Thôn Tây Sơn biệt viện làm. Ta nhớ trương công tử ở mùng 5 tháng 5 vậy từng làm một bài thanh bình vui, lúc ấy được gia công tán thưởng, đánh giá là đoan ngọ thứ nhất từ. Trương công tử tại văn chương tiểu nữ là biết được, như vậy trương công tử tới đánh giá đánh giá phó tiểu quan cái bài này nằm ca tử du thưởng, như thế nào? trương văn hàn trên mặt tràn vào có nụ cười trong tay quạt xếp nhẹ lay động nói tại hạ sao dám không tin hiểu tiểu thư nói chỉ là cái này phó công tử trước đây làm việc quả thật có chút hoang đường cũng không từng làm qua thi từ tại hạ chính là cảm thấy rất là kinh ngạc phó tiểu quan cái bài này nam ca tử tại hạ tự than thở phất như là không dám đánh giá dám như vậy xem ra cái này phó tiểu quan biến hóa khá lớn ngược lại là tại hạ tai mắt tắc nghẽn Liễu cảnh hành trong lòng tự nhiên không phục, hắn chính yếu nói, nhưng gặp Trương Văn Hàn đối với hắn khoát tay một cái. Lâm Giang tài tử, khi có phó tiểu quan một tiệc, chỉ bằng vào cái này hai bài từ, tại hạ trong lòng vô cùng là bội phục, chỉ là đáng tiếc ngày mai liền muốn lên đường đi thượng kinh, ít đi cùng phó công tử lãnh giáo cơ hội. Cảnh hành hiền đệ, sau đó hơn cùng phó công tử thân cận, như được phó công tử kiệt tác, cũng đừng quên sách cho vi huynh, cùng nhau thưởng thức. Liễu Cảnh Hành yên lặng hai tức, trả lời. Làm như vậy. Hai người ngồi xuống, nơi đây đám người nhiều là thương nhân, đối với Thi Từ là một tuy có xem qua nhưng không tin thông. Giờ phút này nghe Trương Văn Hằng nói đến, đầy ý là phó tiểu quan giá từ so Trương Văn Hằng cao hơn một bậc. Có người trố mắt nhìn nhau, ngược lại là buôn bán lương thực Dương Ký Lão bản Dương Nhất Sơn vui vẻ cười to đứng lên, phó gia chủ thường cùng chúng ta lui tới mỗi lần nhắc tới khổ nhất não chuyện không ai bằng kỳ tử phó tiểu quan hôm nay xem ra cái này phó gia tiểu tử thật giống như tiền đồ đây là chuyện tốt lâm giang tứ đại tài tử trương công tử là muốn đi thượng kinh thi hội đậu trạng nguyên trên điện kim loan gặp vua sau đó dương cánh cao bay cư tại miếu đường bên trên lâm giang liền còn lại ba đại tài tử mà nay phó gia thiếu gia nếu có này văn mới vừa vặn điền vào vừa cũng nói lâm giang chi địa văn phong cường thịnh người giỏi đất thiên Lão Dương nói có lý, nếu như không phải là Đổng Tiểu Thư hôm nay cầm ra cái này hai bài từ, chúng ta cũng không biết hiểu, tới tới tới, là ta lâm giang lại thêm một vị tài tử cộng ẩm này ly. Nói chuyện chính là buôn bán lương thực phạm nhớ gia chủ Phạm Khuê, giờ phút này Phạm Khuê nâng ly, đám người liền một phen khen ngợi uống với nhau một ly. Trương Văn Hàng cảm thấy ly rượu này sao độc dược còn khó hơn uống, nhưng hắn nụ cười trên mặt như cũ, ly bên trong lại là giọt rượu không còn dư lại. Cái này hai bài từ là phó công tử thành danh làm, làm truyền khắp thiên hạ. Ta đi sau đó, cảnh hành có thể hay không đem cái này hai bài từ giao cho Di Hồng lâu phiền đoá nhi cô nương, nàng khúc nhạc có thể nói lâm gian nhất tuyệt, do nàng hát, làm sẽ không bôi nhỏ phó công tử tài hoa. Trương Văn Hàn như một gió xuân vậy đối với Liễu Cảnh Hành nói. Liễu Cảnh Hành có lòng nghi ngờ, nhưng như cũ gật đầu trả lời tới. Vì vậy, cái này hai bài từ chỉ như vậy lưu truyền ra, phó tiểu quan tài tử tên, vậy như vậy như vậy truyền bá ra. Dĩ nhiên, thời khắc này phó tiểu quan cũng không biết lâm giang lâu bên trong động thư lan vì cho hắn xứng danh, đem hắn hai bài tự ném ra ngoài. Một nơi tòa nhà lớn, một cây cổ thụ, một cái mới ghế bập bên. Phó tiểu quan nằm ở ghế bập bên trên, xuân tú ở bên cạnh cho hắn phe phẩy cây quạt, bên trong tay hắn bưng một quyển sách nhỏ, vẫn là nhà ruộng đất, hắn đến nay chưa từng nhìn xong. Tú nhi, nước xuân tú đem ấm lạnh nước trà đưa tới trên tay hắn tú nhi nhiệt xuân tú đi lấy cục băng và dưa hấu làm một chén ướp lạnh dưa hấu bưng tới tú nhi à ừ sau này đồ chơi này làm ba chén ngươi ta hắn hắn xuất quỷ nhập thần mọi người cùng nhau ăn mới có mùi vị thiếu gia thiếu gia nói ngươi phải nghe à phó tiểu quan cảm thấy cái đó nói rất có đạo lý do tằn tiện tới tiêu xài xa xỉ hắn cảm giác được mình đã thối nát nhưng loại cuộc sống này thật rất thư tiên trong thời gian thật ngắn hắn cũng đã thay đổi kiếp trước sinh hoạt quán tính vậy dần dần thay đổi mình tính cách cũng bắt đầu dung nhập vào cái thế giới này cố gắng đóng vai tốt nhà địa chủ đại thiếu gia nên có dáng vẻ dĩ nhiên mặc quần áo đánh răng rửa mặt tắm loại chuyện này hắn như cũ mình làm chỉ là ở phương diện sanh hoạt càng ngày càng tinh xảo đứng lên theo đối với những cái kia sách nhỏ đi sâu vào rõ ràng hắn càng ngày càng rõ ràng cái gì gọi là gia tài bạc triệu tiền vật này có thể làm cho mình thoải mái hơn sống qua ngày dĩ nhiên liền được tốn ra sống lại một đời nếu như làm cái các lãng thai như vậy thần dữ của há chẳng phải là rất không có ý nghĩa tú nhi à có thời gian lại đi tìm bảy tám cái tỷ nữ muốn biết làm món như vậy, ngươi đâu muốn nhúng tay vào tốt các nàng, có mấy cái sai sử ngươi vậy ung dung một chút. Cái này. Còn có à, thiếu gia ta sau này sản nghiệp biết rất nhiều, ta cần tìm một ít lung linh đa tài đa nghệ cô gái. Cái này không gấp, ngươi từ từ xem xét, nếu như đối phương nguyện ý, ngươi mang đến cho ta xem một chút. Thiếu gia. Phó tiểu quan khoát tay một cái, chuyện đứng đắn, không nên nghĩ bậy bạ. Nô tỳ không có nghĩ bậy, cái này đa tài đa nghệ lung linh cô gái hoặc là tiểu thư khuê cát hoặc là chỉ sợ chỉ có thể đi lầu xanh tìm phó tiểu quan ngạc nhiên ngạch như vậy à ta biết tây phường lưu ly tiệm dư trung đàn và khương thị độ sứ tiệm khương thượng lâu tất cả mang một cái hộp ở hoàng đại quản gia dưới sự hướng dẫn đi vào hậu viện hoàng vi trong lòng là rất hiếu kỳ đối với thiếu gia gần đây thành tựu hắn hơi có nghe đồn chủ yếu vẫn là Tây Sơn biệt viện tin tức bên kia truyền đến, ví dụ như thiếu gia làm ra một loại tên là Tây Sơn Quỳnh Tương Rượu Ngon, ví dụ như thiếu gia mua biệt viện bên cạnh mảng lớn hoang dã, còn ví dụ như thiếu gia đang thu thập tất cả loại người thợ tư liệu. Phó gia thiếu gia là đức hạnh vì hắn tự nhiên vô cùng rõ ràng, trước đó vài ngày chuyện hoang đường thiếu chút nữa muốn hắn mạng nhỏ, có thể hiện giờ xem ra, thiếu gia tự hồ thật đổi tính. Cái này hai người là thiếu gia muốn đặt tới, hắn không muốn biết làm gì, cho nên hắn người lãnh tới, cũng không có rời đi. Ngồi, Tú Nhi, thượng hạng trà. Phó tiểu quan trên ghế đá trên đứng lên, ở trong lương đình trước bàn đá ngồi xuống, chào hỏi một tí ba người, nhìn Dư Trung đàn cười nói. Dư lão bản, cầm tới nhìn một chút. Dư Trung đàn đem hộp đưa lên, nói. Dựa theo phó thiếu gia yêu cầu, ta vậy mấy cái sư phụ nhưng mà mất một phen tâm tư, ngươi nhìn một chút hợp không hợp ý. Phó tiểu quan mở ra hộp, lấy ra ly cao cổ, sờ một cái nặng nặng trên dưới nhìn xem, lại dơ lên hướng về phía ánh mặt trời chiếu liền chiếu, hỏi. Còn có thể càng thông suốt một ít không? Dư Trung đang lắc đầu một cái, lưu ly tinh luyện kỹ thuật chỉ có thể như vậy. Vật này hơi có chút ố vàng, nhưng đã coi như tốt dụng cụ. Còn có rất lớn cải tiến không gian, kêu người sư phụ nghiên cứu một chút, trước mắt tạm thời chỉ như vậy. Ta muốn một ngàn cái bao lâu có thể giao hàng? Chế tạo có chút phiền toái, ta phỏng đoán nhất gần 10 ngày. Nói giá. Dư trung đàn trong lòng sớm có chuẩn bị, nếu là ra giá, vậy khẳng định đối phương sẽ trả giá, như vậy dĩ nhiên là trước báo một cái giá cao. Một cái, một trăm văn. Một trăm văn. Phó tiểu quan nhíu mày một cái, dư trung đàn trong lòng một lọt bột, nhưng gặp phó tiểu quan đối với Xuân Tú nói. Tú Nhi, lấy bút mực dầu ấn tới. Dư trưởng quỷ, cái này nhóm đầu tiên làm ăn, ta cũng không cùng ngươi trả giá, liền giữ một trăm văn một cái, cũng cho ngươi mười ngày thời gian. Nhưng ngươi nhớ, tất cả hàng hóa phải như vậy ly, có bất kỳ thấp hơn này ly phẩm chất, ta một mực không muốn. Ngoài ra, cái ly này để ta muốn đè ấn thiên thuần hai chữ. Chúng ta trước ký một nhóm hàng này hợp đồng, tiền cọc trả cho ngươi hai thành, ngồi hồi ta viết cái giấy ngươi đi tìm phòng kế toán nhận dư trung đàn đại hỷ vội vàng cười nói phó tiểu gia yên tâm ta bảo đảm hàng hóa phẩm chất sau đó còn có nhu cầu phó thiếu gia chỉ cần phân phó một tiếng ta dư mổ nghĩ hết biện pháp vậy biết làm đến hoàng vi không ngờ rằng thiếu gia làm như vậy dọn quyết định đồ chơi này thoạt nhìn là một ly rượu vật nhỏ này một cái một trăm văn lưu ly chế phẩm tuy quý có thể cái này khí vật nhưng cực nhỏ thiếu gia còn muốn một ngàn cái đây là muốn làm gì? Dĩ nhiên, thiếu gia đã quyết định, thành tựu phó gia đại quản gia, là khẳng định sẽ không đi nhiều lời. Phó tiểu quan và dư trung đàn nghĩ đặt một phần hợp đồng, viết một giấy đưa cho dư trung đàn, loại rượu này ly hắn lưu lại, dư trung đàn cao hứng rời đi. Tiếp theo nhìn khương thượng lâu mang tới bình xứ, thật là hài lòng, làm giá cả 15 văn tiền một cái, hắn cũng không có trả giá, nhưng yêu cầu ở bình này trên lưu chữ. Thân bình nơi này, viết xuống Tây sơn thiên thuần, chỗ này viết xuống hiếm thế trân cất, 42 độ. Sau đó là bình để, bình để liền hai chữ Tây sơn. Cái loại này ta muốn 500 cái. Ngoài ra, dựa theo này khí hình, làm tiếp một xanh bình tô điểm mai đỏ, viết xuống Tây sơn hương tuyền, 32 độ nét chữ, bình để giống vậy viết Tây sơn hai chữ, cái loại này ta muốn 1.000 cái. Thiên thuần bình nhỏ hơn, có thể trang ba lượng là được, mà hương tuyền bình hơi lớn, có thể trang năm lượng là được, giá cả như nhau, như thế nào? Khương thượng lâu gật đầu một cái, phó thiếu gia sản khoái, ta cái này trở về thì an bài. Được, chúng ta vậy ký một phần hợp đồng, thời gian bao lâu giao hàng? 1.500 cái bình, đại khái 7 ngày. Ta cho ngươi 10 ngày, nhất định phải làm tốt. Đặc biệt là phong men và đề chữ. Đợi chút, đề chữ, ta trễ giờ cho ngươi kiểu chữ cầm hợp đồng và tiền cọc, Khương Thượng lâu vậy thật vui vẻ rời đi. Không bao lâu, phó gia thiếu gia ở Tây Phường quyết định hai bút mua bán lớn liền truyền khắp mở, sau đó diêu ký đồ sứ tiệm lão bản đại phát lôi đình, đem đi theo hắn ước chừng 10 năm lý trưởng quỷ cho đuổi. Dĩ nhiên, đối với lần này phó tiểu quan cũng không biết, giờ phút này hắn đang ở sân bên trong qua lại đi thông thả. Chốc lát, hắn dừng bước lại, nói. Tiểu Bạch, ngươi đi giúp ta đi một chuyến đừng gọi ta tiểu bạch. Đi đâu? Bạch Ngọc Liên từ trên cây nhảy xuống, dọa hoàng quản gia giật mình. Mang cái chai này, đi dư phúc ký trang một chai thiên thuần rượu, trang bảy phần đầy là được, mang về ta hữu dụng. Ngoài ra Tú Nhi, đi cho ta tìm một tấm đỏ thẩm khăn lụa, so bàn tay lớn là được. Hoàng Vi vẫn nhìn, cùng trong sân chỉ còn lại có phó tiểu quan mới hỏi nói. Thiếu gia hành động này có thâm ý gì? À, bán rượu cái này khí vật so rượu còn đắt hơn phó tiểu quan cười lên hoàng bá không sợ đồ chơi này quý ngươi lão yên tâm ta trong lòng hiểu rõ converter du ung kiều cầu ủng hộ bộ dưới hát vụ Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả chương 16 bồ đào mỹ tử dạ quan bôi nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio chấm ánh đèn sáng lên mời nhạc liền cái này lớn như vậy một tòa thành Đối với cái này một thời đại người có tiền mà nói, giờ phút này, đặc sắc sinh hoạt ban đêm liền từ từ kéo ra mở màn. Di hồng lâu cửa lầu trước vậy hai cây thật cao trên cây trúc treo hai chuỗi lồng đèn lớn màu đỏ vậy thật sớm sáng lên, ở gió mát bên trong hơi chập chờn, tự như đang vẫy tay. Di hồng lâu lầu hai tiên âm cát, đây là thuộc về phiền đoá nhi chuyên dụng gian phòng. Chấn sông mà mở phân nữa, vải đỏ mỏng tràn đầy vũ, trà thơm doanh cái mũi. Giang năm nguyệt, thanh dạ mãn tay lâu. Đang quế bất tri du lạc hận, tổ nga ứng tính biệt ly sầu. Thiên địa cộng du du. Phiền đoá nhi khẽ ngâm trước mặt hai bài từ, chân mày mà khẽ dơ lên, mấy hơi thở sau đó mới vừa ngẩng đầu lên, đoá nhi gần đây đi thật đại vận. Trước đó vài ngày được trương công tử thanh bình vui lâm giang đoan ngọ một từ, hôm nay lại được vọng gian nam và nam ca tử hai bài tuyệt diệu kiệt tác, nhờ có tất cả vị công tử thương yêu, đây là đoá nhi có phúc. Chỉ là, không biết cái này hai bài tự là bốn vị đại tài tử ở giữa người nào làm. Phiền đoá nhi nội tâm vô cùng kích động, một bài tốt từ đối với nàng mà nói vô cùng trọng yếu, nàng là di hồng lâu hoa khôi, nàng có tài nghệ khiến người kinh ngạc hát công, nhưng cũng cần có một không hai thiên hạ tốt từ. Cái này hai bài từ so với trương văn hàng thanh bình vui lâm giang đoan ngọ chỉ có hơn chớ không kém, nhất là vọng giang nam, nàng càng thích. Nàng tin tưởng cái này hai bài từ nếu như hát đi ra ngoài, mình giá trị con người định đem càng tiến một bước. Ngồi vây trà trước đài chính là Lâm Giang Tứ Đại Tài Tử. Trương Văn Hàn Liễu Cảnh Hành, Đường Thư Dụ và Dư Vân Kỳ. Liễu Cảnh Hành nâng tách trà lên uống một hơi cạn sạch, trên mặt mang lên vẻ cười khổ, Đóa nhi cô nương, cái này hai bài từ cũng không phải là chúng ta bốn người làm. Phiền đóa nhi ngẩng đầu lên nhìn về phía Liễu Cảnh Hành, trong mắt có chút kinh ngạc, hỏi. Cái này Lâm Giang còn có người nào có thể làm ra cái này hai bài từ tới người biết trương văn Hạng phe phẩy quạt xếp đứng lên đi tới trước cửa sổ ngoài cửa sổ chính là chậm rãi chảy lâm gian nước hắn là phó tiểu quan trương văn Hạng quay đầu phiền đoá nhi cái ly trong tay đinh đích một tiếng rơi xuống đất ném nghiền phó tiểu quan phiền đoá nhi đầy mặt kinh ngạc trương công tử nói đùa đi phó tiểu quan làm từ ha ha phiền đoá nhi cười lạnh một tiếng cúi đầu nấu trà nếu nói là phó công tử ra tay hào phóng đoá nhi dĩ nhiên là tin có thể nếu nói là hắn làm từ đoá nhi khó có thể tưởng tượng đối với phó tiểu quan phiền đoá nhi dĩ nhiên vô cùng quen thuộc tên này nhưng mà di hồng lâu kim chủ mỗi lần ném một cái nghìn vàng chỉ là phiền đoá nhi cười một tiếng huống chi tên này đã từng khắp nơi tuyên bố muốn kết hôn phiền đoá nhi làm vợ không thể nói hơn ghét dĩ nhiên càng chưa nói tới thích ở phiền đoá nhi trong lòng, mình tương lai mặc dù mơ hồ, nhưng cũng có một cái đường ranh, tương lai vì mình chuột thân, sau đó gả cho một cái tài tử làm thiếp, ở lúc hoàng hôn nấu một bình rượu, ngươi làm từ tới ta đánh hát, cầm sắc hòa minh, cái này đại khái chính là tài tử giai nhân câu chuyện. Phó Tiểu quan Tên này thoáng một cái hai tháng có thừa không có lại tới, hắn ban đầu ở Lâm Giang lâu trêu chọc đến Đổng Thư Lan sự việc phiền đoá nhi tự nhiên cũng biết, chỉ lấy là ở nhà tỉnh dưỡng, nàng cũng không có để ở trong lòng. Có thể hôm nay cái lại nghe Lâm Giang Tứ Đại Tài Tử nói cái này hai bài từ là Phó Tiểu Quan làm. Điều này thực có chút hoang đường. Trương Văn Hạng phê phẩy quạt xếp đi trở về, Đóa Nhi cô nương có thể đừng không tin, chúng ta vậy không lừa gạt ngươi cần thiết, cái này hai bài từ thật đúng là Phó Tiểu Quan làm. Ta cái này phải đi thượng kinh, Lâm Giang Tứ Đại Tài Tử cũng không thể bởi vì ta mà thiếu một, cho nên sau này Lâm Giang Tứ Đại Tài Tử phó tiểu quan liền là một cái trong số đó hắn đây thật là hắn viết phiền đoá nhi ngẩng đầu hỏi lại trương văn hàn gật đầu một cái cười nói đoá nhi cô nương có thể hay không đánh hát một hai mời bốn vị công tử cho đoá nhi yên tĩnh thúy hoa mang rượu lên hẻm tịch thủy phó phủ cửa mở ra một chiếc xe ngựa chạy nhanh liền đi ra bạch ngọc liên một tay khẽ dơ lên trước roi ngựa một tay vặn một cái rượu bánh nang, ba không năm lúc uống một hơi, rồi kia đổ một lần cũng không có rơi xuống. Phó tiểu quan ngồi ở trong xe ngựa cầm trong tay một cái tuyệt đẹp đỏ bình, bên cạnh còn để một cái tuyệt đẹp hộp nhỏ, trong hộp chứa chính là vậy lưu ly làm ly, phó tiểu quan đem đặt tên là ly thủy tinh. Hắn phải đi lâm giang thư viện, đi đưa một chai rượu, cầu mấy chữ. Xe ngựa rèm cửa sổ mở ra, đường phố dần dần náo nhiệt lên, có tiếng la, có tiếng cười đùa, có tiếng ồn ào. Phó tiểu quan yên lặng nhìn, trên mặt hiện lên một nụ cười. Hắn thích cảnh tượng như vậy, đây là đời trước rất khó kỹ lưỡng nhận thức. Suy nghĩ đời rượu này sự việc giải quyết, buổi tối đi ra đi tới lui, tìm một cái chợ đêm thang điểm, làm mấy cái nước chát món, tới mấy chai bia. Tới hai lượng ít rượu, rất là thích ý. Xe ngựa từ từ hàng, náo nhiệt dần chậm, đây là đến bờ sông. Gió sông vừa vặn, trong gió mang một chút nhàn nhạt hương phấn mùi vị, phía trước có một đèn đuốc huy hoàng lậu cát, các gian có tỉ mỉ đàn sáo tiếng lọc vào tai. Đức Quảng, phiêu phiêu miễu miễu, phản phất ở đám mây, không bao lâu liền ở trước mắt. Di Hồng Lâu Phó tiểu quan nhìn vậy đỏ thẩm bản hiệu dững dưng một tiếng, xe ngựa lái qua. Cái đó gọi phiền đoá nhi cô nương, giờ phút này muốn đến đang tiên âm các khẩy đàn hát vang. Ở cô gái kia trên mình, vốn là phó tiểu quan đập hơn 10.000 lượng bạc, cuối cùng ngay cả tay cũng không có mò tới. Cái này đặc biệt. Phó tiểu quan tự dễu cười một tiếng, lắc đầu một cái. Vậy phiến sầm quốc rơi vào xe ngựa phía sau, bể đầy đất, phó tiểu quan thu liễm tâm thần, nhìn về phía xa xa vậy mấy phần mơ hồ đèn đuốc. Lâm Giang Thư Viện liền ở đó mấy phần đèn đuốc bên trong, thấp thoáng ở thương tùng thúy bách tới giữa, đèn nhánh yên lặng điềm đạm. Một cái nhà lầu nhỏ, một khối hồ sen hai cái ghế tầng bỉnh trung tầng lão cùng đổng thư lan ngồi đối diện nhau trừ thỉnh thoảng có trang sách bay qua thanh âm liền chỉ còn lại có hồ sen bên trong vậy mấy tiếng ếch kêu và ở giữa rừng hạ trùng nói nhỏ đổng thư lan tựa hồ có chút mỏi mệt nàng xoa tráng một cái nhìn về phía tầng lão hỏi lần đi thượng kinh tầng gia gia có cái gì không nói muốn mang cho tầng bá bá tầng lão lắc đầu một cái ngược lại là ta cháu trai kia tầng thành nghiệp Người nói cho hắn, học cung nghỉ học, mang em gái hắn nhược tuyết tới Lâm Giang. Thằng nhóc này, suốt ngày không công việc chính đáng, không thể làm gì khác hơn là để cho ta lão đầu tử này tới chăm sóc huấn luyện chăm sóc huấn luyện. Đổng Thư Lan hé miệng mà cười một tiếng, thành nghiệp ca ca có thể cũng không phải không công việc chính đáng, hắn thích đau thương, lập chí tại quân ngũ. Hảo Nam nhi chí ở bốn phương, đó cũng là kiến công lập nghiệp một con đường chết. Ai? Tần lão một tiếng thở dài, để sách xuống sách, chậm rãi nói. Ta làm sao thử không biết, nhưng mà, ta đã mất đi một cái cháu trai, ta chẳng muốn lại mất đi một cái cháu trai. Cái này có chút ích kỷ, nhưng ta người tần gia đình vốn cũng không hưng vượng, mắt thấy phía bắc không rõ lắm Thái Bình, ta cũng không muốn hắn lại có sơ suất gì, người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Cuối cùng thần thương. Đổng Thư Lan gật đầu một cái, im lặng chốc lát, nói. Chuyện này, ta cũng sẽ nhiều và thành nghiệp ca ca nói một chút hắn là hiểu chuyện sẽ hiểu ngài lần này lương khổ để tâm tần lão nhìn tin không thần sắc có chút tịch mịch mấy hơi thở sau đó mới vừa thu liễm tâm thần cười nói hôm nay lâm gian lâu ngươi ngược lại là đem phó gia tiểu tử đẩy nổi danh đổng thư lang gật đầu cười một tiếng người này trong đầu suy nghĩ cùng người thường không cùng ta cũng muốn thăm hắn như thật thành lâm giang một tài tử sẽ hay không có thay đổi ngay vào lúc này, Tiểu Kỳ đi tới, thấp giọng nói. Bẩm Tần Lão Gia, bẩm Tiểu Thư, Phó Tiểu quan cầu gặp. Tần Lão và Đổng Thư Lan nhìn nhau, Tần Lão đại cười, Đổng Thư Lan chẳng biết tại sao trong lòng phần kia dững dưng như rung động vậy nhộn nhạo lên, lại có thể hơi có chút khẩn trương. Mời hắn đi vào. Tần Lão vung tay một cái, tay Sơn Quỳnh tương quả thật đè qua thêm hương tửu, ta lại xem theo như lời hắn hương tuyền và thiên thuần thì như thế nào. Phó tiểu quan theo tiểu kỳ đi vào. Tay trái vặn cái bình, tay phải ôm trước cái hộp. Tần lão buổi tối khỏe, đổng cô nương buổi tối khỏe. Phó tiểu quan đem trên tay hai món đồ để lên bàn, lại nói. Ngài chỗ này thật tốt, ngồi nghe âm thanh thiên nhiên oanh tai, cúi đầu hoa sen nụ hoa, ngẩng đầu tinh hãng mờ mịt, chẳng những có văn khí, ta xem à còn có mấy phần tiên khí. Ngươi thằng nhóc này, không nhìn ra miệng mà ngọt vô cùng, ngồi 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 tần lão cười gọi phó tiểu quan vào ngồi đổng thư lan vậy mặt lộ vẻ nụ cười nhìn phó tiểu quan một mắt không có đáp lời vặn bình nấu trà tần lão ngài nhìn một chút ta cái này khí vật phó tiểu quan hiến bảo như nhau đem vậy màu đỏ đồ màu vàng hoa lan bình hai tay đưa cho liền tần bỉnh trung tần bỉnh trung nhận lấy vừa thấy vật này làm công ngược lại là tuyệt diệu nhưng so với tên lò xuất phẩm khí vật nhưng kém không ít thằng nhóc này cầm vật này tới hắn cua cua bình bên trong có chất lỏng lưu đảng. Rượu. Đúng, chỗ bình này đừng chính là thiên thuần, mời tần lão nhất phẩm. Vừa nói phó tiểu quan mở ra vậy hộp, trong hộp trải một khối lụa đỏ, lụa đỏ trên nằm một cái khí hình hơi có vẻ quái dị dụng cụ. Này là ly rượu, nhưng mà tiểu sinh đặc biệt vì thế rượu mà chế tạo. Tần Bỉnh Trung đem cái này ly rượu nhỏ nặng ở trong tay nhìn một chút, cái này khí vật không tệ, lưu ly sở tạo vật này có thể không tiện nghi lấy bình này rót rượu lấy này ly uống rượu tần lão nghĩ như thế nào bình này mặc dù không phải là thượng phẩm ngược lại cũng tinh mỹ này ly có thể không tầm thường người mua nổi à phó tiểu quan cười hắc hắc đối với đổng thư lang sau lưng tiểu kỳ nói mời cô nương giúp một chuyện đem này ly rửa một tí đa tạ hắn lại quay đầu lại nhìn tần lão cười nói Tần lão ngài cho rằng có thể uống nổi thêm hương người, có mua hay không nổi cái ly này. Tần lão suy nghĩ một chút, thêm hương vốn là cao quý, không tầm thường có thể uống được, những cái kia có thể uống được thêm hương người, dĩ nhiên là không sẽ để ý cái ly này giá cả. Ta hôm nay cái tới, chính là muốn mời Tần lão phẩm nhất phẩm ta cái này thiên thuần, xem có phải hay không và thêm hương tương đương. Nhận lấy tiểu kỳ đưa tới ly, Phó tiểu quan vặn mở nắp bình, một món nhỏ suối chảy hạ rót vào trong ly một đạo đậm đà rượu thơm liền ở trong gió đêm bay tản ra tới tần lão mời thử một chút tần bỉnh trung cầm ly rượu lên chiếu đèn đuốc trong suốt trong ly rượu trong suốt rượu hơi rạo rực chỉ riêng như thế vừa thấy liền lộ vẻ được rượu này phi phàm hắn đặt ở chóp mũi ngửi một cái sau đó cạn nếm thử một miếng hơi dư vị chốc lát rượu trong ly uống một hơi cạn sạch đổng thư lan liền nhìn như vậy trong lòng có chút khẩn trương thiên thuần nạn còn chưa uống qua, cũng không biết kết quả có phải hay không như Phó Tiểu Quang nói, thật có thể và thiêm hương sánh vai. Converter Du Ung kiều cầu ủng hộ bộ dưới hát vụ. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 17 Trang quá mức Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Nhất phẩm thiên thuần, nghe tiếng mây nhạc Tần bỉnh trung nhắm mắt lại, mùi rượu ở trong miệng vang vọng, mấy hơi thở sau đó, hắn mở mắt. Rượu này, không thấp hơn thiêm hương. Phó tiểu quan một trái tim rốt cuộc rơi xuống đất, hắn chưa uống qua thiêm hương, chỉ là nghe nói, có thể rượu đồ chơi này lại không thể dựa vào nghe chỉ có thể dựa vào phẩm, cho nên hắn mặc dù đối với rượu của mình có mấy phần chắc chắn, nhưng cho tới giờ khác này, lúc này mới chân chính yên lòng. Đổng thư lan vậy từ từ thở vào nhẹ nhõm, chợt nhớ tới mình đây là đang lo lắng cái gì, gương mặt kia mà lại hơi đỏ. Thiêm hương làm giá cả bao nhiêu? Phó tiểu quan hỏi. Một hai một trăm văn, ngươi rượu này dự định bán nhiều ít. Một hai ba trăm văn. Phó tiểu quan đưa ra ba cái đầu ngón tay, tần bỉnh trung sợ hết hồn, động thư lan vậy rất là kinh ngạc. Ngươi cái này, có thể bán hết. Tần bỉnh trung nghi ngờ hỏi nói. Dĩ nhiên, thiêm hương tửu có giá chợ đen, ta cái này thiên thuần thật ra thì cũng không nhiều, ngoài ra chính là ta tới tìm ngài nguyên nhân, rượu này còn thiếu cuối cùng một đạo vẽ rồng điểm mắt bút, không ngài không thể làm. Đổng Thư Lan chăm trà, đưa tới, Tần Bỉnh Trung cười ha ha một tiếng nói. Người đây là muốn ta giúp ngươi tuyên dương. Tuyên dương ngược lại không phải là rất trọng yếu, ta là đi cầu ngài mấy chữ. Chữ gì? Tây Sơn Thiên Thuần, Tây Sơn Hương Tuyền hiếm thế trân cất mấy chữ này. Không khác biệt ta thật ra thì thật có thể giúp ngươi tuyên dương. Thật không có cái khác, ngài có thể giúp ta tuyên dương một tí dĩ nhiên cầu không được, nhưng quan trọng hơn vẫn là mấy chữ này. Tần Bỉnh Trung khẽ vuốt trâu dài, gật đầu một cái, tiểu kỳ đi thư phòng, mang tới giấy và bút mực. Chữ triện nhỏ thể, hả? Lớn như vậy là được. Phó tiểu quan trên giấy khoa tay múa chân một tí, đây là rất nhỏ chữ, dĩ nhiên đối với tại đại nho đương thời Tần Bỉnh Trung mà nói, cái này tự nhiên không phải chuyện gì. Rất nhanh, những chữ này rơi vào trên giấy, phó tiểu quan đem vậy giấy nâng ở trên tay, cẩn thận thổi thổi, lộ vẽ được vô cùng là trân quý. Nhỏ như vậy chữ, ngươi là muốn làm gì? Tần bỉnh trung tò mò hỏi. Ta phải đem chữ này thác ấn ở bình này và ly rượu phía trên. Tần lão, sau đó ngài chữ này, coi như và ta rượu trọn vẹn một khối. Ha ha ha. Ngươi thằng nhóc này ngược lại là một phen giỏi tính toán. Phó tiểu quan rượu, cộng thêm đại nho đương thời tần bỉnh trung chữ học thuộc lòng, Đổng Thư Lan ánh mắt sáng lên, như vậy liền khoát phối, hơi thêm tuyên truyền, chỉ sợ hắn rượu này thật có thể bán được 300 văn. Ra đời gian văn nhân bao nhiêu buồn, uống hai lượng liền muốn lên lầu xanh. Sau này lâm gian văn nhân gặp nhau, có thể dự gặp, trừ hắn rượu này, cái khác cũng không lên được mặt bàn khó trách hắn dám bán 300 văn một lượng, cái này sẽ bẫy chết không biết nhiều ít văn nhân. Cái này thật đúng là là chiếm tận lão ngài tiện nghi, như vậy, sau đó mỗi tháng, dư phúc ký là tận lão ngài miễn phí cung cấp hương tuyền 3 cân, thiên thuần 2 cân. Tận lão ngài đừng cự tuyệt, đây là tiểu tử một phần tâm ý. Lão phu không thiếu tiền. Cái này vấn đề không phải là tiền, quân tử yêu tài lấy có nói. Tần lão ngài giúp ta lớn như vậy một chuyện, ngài lại không thiếu lương thực ta bây giờ có thể cầm được xuất thủ cũng chỉ rượu này dù sao sau này ta đưa cho ngài tới còn như ngài như thế nào xử lý đó chính là tầng lão chuyện của ngài tần bỉnh trung cười lắc đầu một cái vậy chỉ thu xuống đi thằng nhóc này đối nhân xử thế thuần thục trong đầu phương pháp vậy kỳ diệu vì sao trước kia là như vậy hình tượng đâu tần bỉnh trung giống vậy không cách nào đem trước mắt phó tiểu quan và trước kia nơi nghe phó tiểu quan nặng hợp lại nếu như nếu không phải là tìm một cái nguyên nhân vậy cũng chỉ có thể là ngày hôm trước bên trong đổng thư lan nói như vậy, mai kia giác ngộ liền cùng biến thành người khác vậy. đã như vậy, làm dẫn hắn nhập đường chánh mới đúng. cho nên tần bỉnh trung từ từ nói, tiểu quan, ngươi lấy vì thiên hạ người vì sao sùng bái đi học? phó tiểu quan đang uống trà, vừa nghe xong thiếu chút nữa sặc. cái này, nếu như dựa theo phó tiểu quan chủ tâm tới đáp hắn ngay lập tức biết nói đi học đương nhiên là vì làm quan làm quan đương nhiên là vì hốt bạc chỉ là hắn hôm nay đã gia tài bạc triệu vậy cũng không cần làm quan không cần làm quan dĩ nhiên cũng không cần đi học có thể hắn không có nói như vậy đi ra bởi vì ngồi đối diện hắn chính là đương triều đại nho văn nhân lãnh tụ nếu như như vậy nói chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị tần bỉnh trung một lần gậy gộc đánh ra cho nên hắn nghĩ tới một câu dè đặt trả lời nói tiểu tử lấy là coi là Vì thiên địa lập tâm, vì dân sinh lập mệnh, vì vạn thánh kế tuyệt học, vì vạn thế khai thái bình Oanh Nơi đây dĩ nhiên không nổ, có thể phó tiểu quan những lời này nghe vào tầng bỉnh trung và đổng thư lan trong lỗ tai Cũng không nghi ngờ là một tràn động trời nổ Ngu triều có khổng mạnh học, giống vậy vị nho gia học phái Nhưng những lời này vẫn còn chưa từng ở ngu triều ra đời ở đã từng là trong thế giới, Câu này tình nguyện cao thâm nói ở trên lịch sử trải qua hồi lâu không giảm, trở thành vô số phần tử trí thức chung mục tiêu phấn đấu, gọi là độc thư đại đạo cũng không quá đáng. Nhưng ở ngu triều, mặc dù vậy có thật nhiều người có học nghiên cứu đạo khổng mạnh, đưa ra các loại các dạng đi học vốn nên vì sao cái nhìn, nhưng không một có giờ phút này phó tiểu quan nói ra những lời này vậy làm người ta điếc tai phát hội. Nơi này thời gian tựa như dừng lại. Tần Bỉnh trung tay nắm râu dài, miệng hơi dương ra đôi mắt thấy phó tiểu quan, lại không có tập trung ở phó tiểu quan trên mình. Đổng Thư Lan bưng ly liền đặt ở bên mép, cái miệng nhỏ nhắn nhỏ hấp, lại không có uống, chỉ có ly kia ở giữa hơi nóng như sương giống vậy lay động, ở ánh đèn lu mờ bên trong, mơ hồ mặt nàng, nhưng cặp mắt kia nhưng như tinh thần vậy lóe sáng. Phó tiểu quan rất là khẩn trương, đối với tứ thư ngũ kinh cái loại này quốc học hắn là thật không đọc qua, đi tới cái thế giới này hắn vậy không nghiêm túc đi xem qua như vậy sách, hắn vốn cho là những lời này ở cái thế giới này vậy đã lưu truyền ra, nhưng hôm nay xem tình huống này. Tự hồ có chút không ổn. Cái này. Tiểu sinh chính là thuận miệng nói, tần lão ngài chê cười. Tần bỉnh trung căn bản không có cười, hắn nuốt nước miếng một cái, tầm mắt rốt cuộc thu hồi lại, hắn đứng lên, chắp hai tay sau lưng, ở trong sân chậm rãi đi, trong miệng một mực lẩm bẩm câu nói kia. Vì thiên địa lập tâm, vì dân sinh lập mệnh, vì vãn thánh kế tuyệt học, vì vạn thế khai thái bình. Đổng Thư Lan vậy tỉnh hồn lại, nàng để ly trà xuống, tầm mắt nhìn về phía phó tiểu quan, trong mắt một phiến ôn nhu. Tần Bỉnh Trung bỗng nhiên một tiếng thở dài. Lão Phu một mực ở truy tìm đi học chi đạo, thường xuyên mê mang, chúng ta người có học kết quả thế nào mà đi học. Lão Phu trước đây lấy là, đi học là vì biết lý lẽ, là vì lấy trọn đời chỗ học vì quốc gia phục vụ, là vì văn hóa truyền thừa tối nay nghe tiểu hữu lần này nói, mới rõ ràng. Lão phu nhiều năm như vậy sách, là ủng học, thiên hạ này người có học đọc sách, vậy tất cả đều là ủng học. Vì thiên địa lập tâm, vì dân sinh lập mệnh, vì vạn thánh kế tuyệt học, vì vạn thế khai thái bình. Cái này, mới là người có học hẳn có nhất là cao quý mục tiêu. Tiểu hữu lần này lời nói, làm nhập thánh học, là chúng ta người có học, chỉ rõ phương hướng, mời tiểu hữu, nhận lão phu một bái, vì thiên hạ người có học. Tần Bỉnh Trung nói xong, thật chỉ như vậy hướng về phía Phó Tiểu quan cung kính thi lễ một cái. Phó Tiểu quan dĩ nhiên không thể bị cũng không dám bị, hắn nhảy cẩn lên, tránh khỏi, một cái dìu đỡ Tần Lão, mặt cười khổ. Tần Lão, ngài đây là hại chết ta à, ta một hậu sanh tiểu bối, thuận miệng hồ nói một câu, ngài có thể ngàn vạn chớ để ở trong lòng. Tần Bỉnh Trung nghiêm nghị đứng, thần sắc giống nhau, cái này há có thể là nói bậy. Đây là độc thư đại đạo. Làm nhập thánh học đẩy được thiên hạ, là chúng ta người có học lập tim lập mệnh lập vị trí hướng lớn đèn sáng. Học không già trẻ, người thành đạt làm đầu. Sau đó, ta liền gọi ngươi một tiếng tiểu hữu, ngươi như để mắt ta Tần Bỉnh Trung, vậy thì gọi ta một tiếng lão ca. Được không? Phó tiểu quan tại chỗ ách hỏa, thần sắc lúng túng, cái này. Không thích hợp đi. Tần Bỉnh Trung vỗ vỗ phó tiểu quan bả vai cười nói lão đệ à đây là lão ca ta chiếm ngươi tiện nghi vừa nói hắn hít sâu một hơi lại nói tối nay nghe được lão đệ lời nói lão ca những năm này những cái kia ý niệm nhất thời hiểu rõ hắn vừa nói quay đầu hướng sau lưng nhìn lại kêu một giọng chút tiếng nói kêu phòng bếp làm mấy cái thức nhắm cầm ta trong thư phòng vậy vào thiêm hương cầm tới xa xa có người trả lời phó tiểu quan hướng chỗ kia nhìn lại lại không gặp bóng người ha ha ta nhi tử đó phái đến ta hộ vệ bên cạnh tối nay hưng chi sợ chí chúng ta không say không về mấy điệp tá rượu nhỏ món ăn lên đổng thư lan vặn bình rót rượu chính là thiêm hương rượu này lão ca ta nhưng vẫn không bỏ uống được bất quá sau này có ngươi vậy thiên thuần ta ngược lại không cần lại cất giấu tới 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 cộng ẩm này ly tới một cái coi như là là thư lan tiễn hành thứ hai là ta lão lai like được một tri kỷ cạn ly đổng thư lan cười khanh khách nhìn phó tiểu quan giơ giơ ly rượu trong tay uống một hớp phó tiểu quan cũng không kiểu cách thản nhiên xử chi ba ly rượu xuống bụng tần bỉnh trung lên tiếng hắn nói lão đệ buôn bán chi đạo dẫu sao là đường nhỏ ngươi phó gia lại không thiếu bạc ta cho rằng ngươi hẳn đi thi cử nhân phó tiểu quan sợ nhất chính là cái này hắn vội vàng khoác tay một cái cười nói lão ca ngươi là không được rõ ta ta người này à nguyên bổn chính là lâm gian một gieo họa ngươi đừng nhìn ta như vậy ta biết mình trước kia có nhiều hoang đường sau đó gặp đổng cô nương vậy một tí ngược lại là cầm ta đánh thức nhưng chính ta có nhiều ít phân lượng nhưng rất rõ ràng thỉnh thoảng có linh cảm viết viết thi tự còn có thể nhưng khoa thi ta là thật không được đổng thư lan hỏi vì sao như vậy tự coi nhẹ mình cái này thật không phải là tự coi nhẹ mình, như thế cho các ngươi nói đi, tứ thư ngũ kinh ta căn bản là không có làm sao xem qua, ngoài ra chính là ta một ngón kia chữ, đây là các ngươi đã gặp, vẹn vẹn là ngón này chữ, dám khảo liền sẽ đem ta cho soát hết. Cho nên người sang có tự mình hiểu lấy, ta buôn bán có lẽ có thể, nhưng khoa cử một đường, ta là đi không thông. Tần Bỉnh Trung và Đổng Thư Lan nhìn nhau một cái, hai người trầm tư chốc lát, ngược lại là hiểu phó tiểu quan giải thích thiên hạ đại lộ muôn vàng, ngược lại không phải là không đi học một cái. Các ngươi hai vị một phần tâm ý ta là biết, cái này thế gian người có học rất nhiều, không kém ta một cái. Ta suy nghĩ liền làm cái tiêu giao tiểu địa chủ, không đàn sáo loạn tai, không án độc lao hình, cũng chỉ cầu cái bình an phú quý thôi. Đây là phó tiểu quan nội tâm ý tưởng chân thật, một số năm sau, ở tầng Bỉnh Trung đang lúc hấp hối, để lại một câu nói như vậy. Kết quả là thời thế tạo anh hùng, vẫn là anh hùng tạo thời thế. Không người có thể giải đáp, Converter Du Ung kiều cầu ủng hộ bộ dưới hát vụ. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 18 Mới là quảng cáo Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Là đêm, ba người uống cạn sạch vậy một vò thêm hương tửu, đương triều đại nho tần bỉnh trung cùng phó tiểu quan gọi nhau huynh đệ, đổng thư lan đối với phó tiểu quan biết thêm một bước, nhưng lại thêm hai điểm mơ hồ mượn tử hứng, phó tiểu quan lớn thổi một lần cách vật, ở người khác xem ra chính là bạn môn tả đạo đồ, có thể ở phó tiểu quan nói đến, nhưng là liền rất lớn chuyện. Cái này, kết quả là cái người thế nào à? Tần Gia Gia nếu nói một câu kia vì thiên hạ người chỉ rõ con đường nói có thể vào thánh học, đây cũng là người có học trọn đời theo đuổi, có thể hắn hết lần này tới lần khác không học sách, ngược lại chỉ muốn làm cái tiêu giao tiểu địa chủ, còn say mê tại cái gọi là cách vật. Phó tiểu quan sau khi đi, Tần lão và Đổng Thư Lan uống trà đến rất khuya, nơi nói tất cả đều là vây quanh Phó tiểu quan. Ngực có chiến nguyện lớn, nhưng như vậy làm việc không phải người thường có thể làm được. Lấy Phó tiểu đệ tài hoa, hắn như nguyện ý đi học, kim bản đề danh ngự tiền tấu đối với căn bản không phải việc khó. Có thể hắn nhưng buông tha điều này ngàn vạn người lựa chọn đường. Đây cũng là Đổng Thư Lan nhất không hiểu địa phương. Như hắn nói, đại lộ muôn vàng, hắn chọn một cái vô cùng ít người đi đường, đây mới là hắn đại trí tuệ. Thư Lan, thử nghĩ hắn cũng cùng những cái kia học sinh như nhau đọc sách thánh hiền tham gia khoa thi. Dù là cuối cùng trúng trạng nguyên, có phải hay không vậy không việc gì ngạc nhiên địa phương. Cũng phải, tên này thi từ tiện tay lấy, đối với đi học chi đạo biết không ai bằng, đây cũng là văn khôi, như văn khúc tinh hạ phàm, hắn như đậu trạng nguyên. Hình như là lý sở ứng xứng đáng chuyện có thể hắn lựa chọn cách vật, hắn nói những thứ đó ta là không biết, thậm chí có chút lớn nghịch, ví dụ như trái đất là tròn, ví dụ như ánh sáng sẽ khúc xạ, ví dụ như... Vậy hạt thóc lại có thể có thể lai giống, sanh thành hạt giống có thể làm cho hạt thóc sản lượng bay vùng vụt, nếu như là người khác nói vậy, ta không tránh được khiển trách mấy câu, có thể hắn nói tới, ta hết lần này tới lần khác liền tin. Đổng Thư Lan cười lên, dẫu sao là đường nhỏ. Ta không như vậy xem, nếu như hắn nói hắn và hắn không có nói những cái kia, hắn thật thực hiện, sinh ra giá trị không gì sánh kịp. Như vậy chúng ta đổi một góc độ tới xem, hắn cái này có phải hay không giống vậy ở vì thiên địa lập tâm, vì dân sinh lập mệnh, vì vạn thánh kế tuyệt học, vì vạn thế khai thái bình đâu? Ta lấy là còn không ngừng, hắn như thành công, biết lái ít ra một phen kiểu khác tuyệt học. Đó là khai sơn lập phái đại thành tựu, đó là muốn thành thánh a. Đổng Thư Lan trong lòng lọt bọt một tí, thành thánh. Cái này ca ngợi quá mức khoa trương, Đổng Thư Lan tạm thời khó có thể tưởng tượng. Cho nên, ta cái này tiểu hữu, không phải người thường vậy. Bị Tần Bỉnh Trung dự là không phải người thường phó tiểu quan, chiều nay ngủ rất ngon. Giờ mẹo vừa mới tới phó tiểu quan tự nhiên tỉnh lại, tối hôm qua uống được có chút nhiều, đầu óc có chút ong ong. Ngoài cửa sổ có tí tách dọc mưa tiếng, sáng sớm gió mang hơi nước thổi vào, rơi vào phó tiểu quan trên mặt, nhưng thấp mát mẻ, ngược lại là làm hắn thanh tỉnh mấy phần. Xuân Tú bưng tới rửa mặt nước, hắn rửa mặt một cái, ở Lan Phường Giang hoạt động thân thể một chút, vòng quanh Lan Phường chạy. Mấy ngày nay rèn luyện hắn vẫn không có dừng lại, hiệu quả đương nhiên là có, xương cốt thân thể rõ ràng tốt lắm rất nhiều, nhưng ở Bạch Ngọc Liên xem ra, hay yếu gà một cái. Bạch Ngọc Liên giờ phút này liền đứng ở trong mưa. Cả người quần áo đen, một cái vải đen bọc trường đao cổng trên lưng, một đầu tóc đen ở trong mưa nhỏ khẽ dơ lên, một tay cầm cái màu đen rượu bánh nang, thỉnh thoảng uống hai miệng, rất có một phen đại hiệp phong độ. Ta phải đi ra ngoài một chuyến, ước chừng chừng mười ngày mới có thể trở về, mấy ngày này chính ngươi cẩn thận chút. Phó tiểu quan ngạc nhiên dừng bước, hỏi. Đi làm gì? Tìm một cái đạo sĩ. Đi đi. Bạch Ngọc Liên dọn ra một tí bay, một bộ quần áo đen lật bay, liền như vậy biến mất ở trong mưa bụi. Cái này đặc biệt. Phó tiểu quan có chút cáu im liền tiếp tục chạy bộ. Khóa sớm làm xong, tắm, dùng điểm tâm, Phó tiểu quan đã đem Bạch Ngọc Liên bay lên một màn kia quên mất. Tú Nhi, đi mời Dịch quản gia và Hoàng quản gia tới, ta có chuyện. Ai? Tú Nhi xoay người rời đi. Phó tiểu quan ngồi ở trong lương đình, nhìn giọt mưa từ đình diêm trên rơi xuống suy nghĩ Đổng Thư Lan giờ phút này sợ rằng đã rời đi Lâm Giang. Cô gái này. Phó Tiểu quan phải thừa nhận lão thân phụ Phó Đại quan là rất thật tinh mắt, bởi vì câu kia lấy vợ làm cưới Đổng Thư Lan. Mấy lần tiếp xúc xuống, Phó Tiểu quan đối với Đổng Thư Lan nhận biết vậy bộc phát rõ ràng. Khi thì biết tính như vậy không chọc bụi bậm liên, khi thì yên lặng như vậy u cốc nở rộ lan. Đây là một tên mới cặp kê năm thiếu nữ, biểu hiện ra tu dưỡng làm phó tiểu quan nhìn với cặp mắt khác xưa. Giờ phút này, tại Lâm Giang thành cửa đông, một liệt xe ngựa ở trong mưa đứng yên, một tên mặc quần áo trắng che lụa trắng cô gái giờ phút này vậy đứng ở trong mưa, hướng những cái kia tới đưa tiễn người vẫy tay nói tạm biệt. Nàng tầm mắt ở trong đám người băng khoăn, cuối cùng không có thấy được người kia bóng dáng. Nàng mặc dù mang mỉm cười, trong lòng nhưng như cái này hạt mưa vậy. Có chút tịch mịch tay nàng bên trong sách một hơi cái rương màu đen, nàng xoay người lên ở giữa lớn nhất chiếc xe ngựa kia, đem vậy nặng nề cái rương buông xuống, màn cửa đóng lại, đoàn xe lên đường, đóng giang bắt mưa nhỏ. Phó tiểu quan ở trên bàn đá viết thoang thoát. Hoàng Vi và Dịch Vũ Phân ngồi hai bên, Xuân Tú đứng ở phó tiểu quan sau lưng. Vậy từng tờ một trên giấy viết có chút quái gì đồ, ví dụ như Dư Phúc Ký, lần nữa định nghĩa rượu trắng tiêu chuẩn. Lại ví dụ như Kim Lăng có Thiên Hương, Lâm Giang có Thiên Thuần. Thiên Thuần rượu ngon, đáng ngại có. Đương triều đại nho tần lão thân bút là hương tuyền thiên thuần đề tên. Như muốn cùng ca thơ trăm thiên, mời quân uống thỏa thích thiên thuần rượu. Những vật này là quảng cáo. Phó tiểu quan niềm vui tràn trề viết một chồng lớn, sau đó nói. Ta muốn các ngươi làm phải, đem những giấy này lên tất cả mọi thứ, tìm người viết ở vải đỏ trên vải đỏ muốn dài hai trường, chiều rộng một m, hai bên cột vào trên cây trúc, tìm người cho ta dơ, ở lâm giang phố lớn hẻm nhỏ mỗi ngày đi ba vòng. Muốn khu chiên gõ trống, phải đặc biệt có người thét to. Trong đó Dư Phúc ký tại mùng 1 tháng 6 long trọng đẩy ra mấy chữ này muốn xếp hạng hàng thứ nhất và cuối cùng một hàng. Ngoài ra chính là đi làm một nhóm đèn lồng, tất cả đèn lồng cũng in lên Dư Phúc ký và hương tuyền thiên thuần nét chữ, cho hết ta cách 10 m khoảng cách một ly thụ ở bờ sông, ta muốn vùng ven sông một đường, toàn bộ bay cái loại này đèn lồng. Ngoài ra, đi đặt một ngàn cái như vậy hộp, bên trong đệm bông vải vải, trải cái loại này lụa đỏ. Phái người đem mấy chữ này giao cho Tây Phường dư ký lưu ly tiệm và khương ký đồ sứ tiệm, dư ký bên kia ly thấp kém đè ấn thiên thuần hai chữ, khương ký những cái kia bình sứ, thân bình và bình để đều phải phân biệt in lên những chữ này dạng. Ngoài ra ta đặt nhóm hàng kia phẩm chất và thời gian không thể có vấn đề. Khương ký đồ sứ tiệm giao hàng trực tiếp đưa đi dư phúc ký, an bài nhân thủ đem rượu rót ở trong bình. Chú ý, màu đỏ bình là trang thiên thuần, một chai chỉ có thể đựng ba lượng, mà màu xanh da trời bình là trang hương tuyền, có thể đừng lầm. Chuyện không to nhỏ giao phó xong, Hoàng Vi và dịch vụ lấy những thứ này rời đi hậu viện. Thiếu gia. Thật thay đổi, Hoàng Vi thấp giọng nói từ hạ thôn chuyến đi ta liền phát hiện thiếu gia thay đổi dịch vũ cười nói như vậy quá tốt nhị phu nhân bên kia dịch vũ ngửa đầu nhìn mưa nhỏ mờ mịt bầu trời thở dài nói nhị phu nhân bên kia hết thảy bình yên converter du ung kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả chương 19 trong lúc rảnh rỗi sao sao sách nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio mưa nhỏ vô sự rảnh rỗi gõ cửa sổ. Phó gia hậu viện vậy nóc lầu nhỏ trên lầu 2, xuân tú mài mực, phó tiểu quan không có cử bút. Mấy ngày nay liên quan tới dư phúc ký sự việc, giai đoạn trước tất cả chuẩn bị hắn đã toàn bộ bố trí đi xuống, hết thảy vậy căn bản ở hắn trong kế hoạch vận hành, những cái kia quảng cáo tự nhiên sinh ra vô cùng ảnh hưởng lớn, dẫu sao cái thời đại này vẫn chưa có người nào xem hắn như vậy tuyên truyền. Thứ mới là dĩ nhiên càng dụ cho người nhìn chăm chú, bây giờ Lâm Giang Thành rất nhiều người nơi đầu đề đàm luận chính là hai cái. Một là dư phúc ký vậy được gọi là có thể cùng thêm hương sánh vai, có đại nho đương thời tần lão đề tên rượu. Hai nhưng là phó phủ phó tiểu quan người này. Phó tiểu quan ở mùng 5 tháng 5 làm hai bài từ, đi qua di hồng lâu hoa khôi phiền đoá nhi miệng mà hát ra, lại trải qua do Lâm Giang còn dư lại ba đại tài tử một phen đổ dầu vô lửa. Cái này hai bài tự đã như mặt trời ban trưa, thành đại hộ nhân gia những cái kia các tiểu thư ở trong khuê phòng mỗi ngày thảo luận đề, cũng được lâm giang vô số các học sinh thường xuyên ngâm tụng thành tựu so sánh kinh điển, mà phó tiểu quan giang nam thứ tư tài tử danh tiếng, liền như vậy ở lâm giang vang sáng lên. Phó tiểu quan Cái đó lâm giang thành ung thư, không học vấn nên không có làm được gì cậu ấm, hắn lại có thể có thể làm ra như vậy tươi đẹp hai bài từ. Hắn lại có thể có thể trở thành lâm giang thứ tư tài tử. Hiển nhiên, ở lâm gian người trong lòng, cái này là tuyệt đối không khả năng sự việc. Mọi người bàn luận, căn bản đều là mấy tiếng ha ha, cảm thấy đó bất quá là một chuyện tiếu lâm, đoán chừng là phó phủ vì rửa đi tự thân một ít hơi tiền, mời một cái đại gia làm hai bài từ, một phen làm việc để cho phó tiểu quan nổi danh mà thôi. Phó tiểu quan sau khi nghe nói cũng là ha ha hai tiếng, lơ đỉnh. Mọi người đại đa số thời điểm là hy vọng người khác tốt, nhưng có một cái, không thể sau mình tốt, nếu như sau mình tốt vậy sau lưng khẳng định thì có loại nào đó âm mưu vậy thì sẽ biến thành căm thù liền sẽ nâng cao đề phòng liền sẽ cảm thấy người khác tốt nhất định là giả cho nên phó tiểu Quan lúc này mới tử tên Dĩ nhiên tên không hợp thực điểm này đã ở Lâm Giang các học sinh trong lòng vững chắc thụ dựng lên bán Sơn thư viện quyết định cho đòi mở một lần thi hội mời Lâm Giang thứ tư tại tử tham gia nhưng phó tiểu Quan cũng không có đi liễu cảnh hành muốn đặt liền ngoài ra hai cái tài tử và mấy tên lâm giang nổi danh học sinh ở di hồng lâu bữa tiệc nhỏ liễu cảnh hành tự mình tới phó phủ mời phó tiểu quan tham gia hắn vẫn là không có đi hắn tại sao không đi đương nhiên là không dám như vậy như vậy lại là tọa thật phó tiểu quan ngực không nửa điểm mực chép lại người khác thi từ sự thật như vậy vô sĩ một người hắn lại còn nói dư phúc ký thiên thuần rượu có thể cùng thiêm hương sánh vai lại còn nói đại nho tần lão thân bút đề tên, cũng không biết hắn dùng cái gì xấu xa thủ đoạn lừa gạt tần lão, đến lúc đó phải đi mua một chút thiên thuần, ở lâm giang thư viện thi hội trên, hoàn toàn vạch trần phó tiểu quan tiểu nhân mặt mũi. Phó tiểu quan nhìn ngoài cửa sổ mưa nhỏ, vậy gương mặt thanh tú trứng trên lộ ra nụ cười. Ca. Đương nhiên là sao à? Thiếu gia, tiếp tục như vậy, sẽ hư người danh tiếng. Xuân Tú là rất lo lắng cái niên đại này danh tiếng rất trọng yếu nếu như danh tiếng hư sau này nhưng mà nửa bước khó đi có thể phó tiểu quan đối với lần này cũng không phản ứng tú nhi đừng nóng để cho viên đạn bay một lát viên đạn ách cung tên không nói cái này ta để cho ngươi phái người đưa đi tây sơn biệt viện cho lưu sư phó tin có đưa đi ra ngoài muốn đến lưu sư phó đã nhận được thiếu gia chuyện này rất trọng yếu Phó tiểu quan gật đầu một cái, nhấc bút lên tới đầy đủ chấm mực nước, trên giấy rơi xuống bốn chữ. Hồng lâu nhất mộng. Cái này bút lông chữ cần cực kỳ luyện một chút, lấy cái gì luyện. Sao tứ thư ngũ kinh đó là không thể nào, quá tối tâm, nhiều địa phương còn xem không hiểu. Cho nên, hắn quyết định viết lại hồng lâu mộng. Công việc này rất nhiều người xuyên Việt cũng làm qua, sinh ra hiệu quả tốt vô cùng, phó tiểu quan dĩ nhiên vậy muốn thử một chút nhưng hắn không có cách nào xem người khác như vậy lặng lẽ viết ra bởi vì hắn xem hồng lâu mộng chỉ là xem qua vẫn là ở mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ sau đó vậy cũng không nhiều thời gian rảnh bên trong cho nên hắn đại khái nhớ câu chuyện như thế nào thậm chí liền bên trong rất nhiều vai phụ đều quên nhưng cái này không trở ngại hắn lấy này là bản gốc lần nữa lật viết một lần hồi thứ nhất chân sĩ ẩn mộng huyền thức thông linh cổ vũ thôn phong trần hoài khuê tú xa thời xưa trời long đất lở hỗn độn sơ khai. Nữ hoa bổ thiên dùng 36.500 khối màu sắc trực rỡ đá, còn dư một khối không có dùng, bị vứt bỏ ở dưới thanh canh phong. Xuân Tú yên lặng nhìn, thiếu gia viết chữ hình dáng thật xinh đẹp, nhưng mà, thiếu gia chữ, vẫn là xấu như vậy. Cái này hồng lâu nhất mộng. Là gì? Chẳng lẽ là thiếu gia muốn viết sách? Những cái kia khó coi chữ từng cái rơi vào trên giấy, phó tiểu quan thỉnh thoảng ngừng bút suy nghĩ, sau đó viết xuống một đoạn thỉnh thoảng cau mày để bút xuống đi hành lang giang đi tới lui thần sắc nghiêm túc sau đó lại trở về viết mấy đoạn như vậy như vậy mưa tràn vào nồng thiên tướng trễ mực đã hết xuân tú thắp đèn lại mài mực sau đó nhìn xem phó tiểu quan hình bóng lặng lẽ rời đi đi phòng bếp phân phó mới tới đầu bếp nha đầu làm mấy thứ tốt món phó tiểu quan chỉ như vậy đức quản viết xài ước chừng ba tiếng mới dập đầu dập đầu đụng đụng viết xong hồi thứ hai. Trên trời rơi xuống cái lâm mùi mùi. Công việc này. Không phải như vậy dễ dàng à. Nguyên bản tay cầm súng hiện tại cầm bút, chân thực có chút khó vì tình. huống chi nguyên bản câu chuyện bên trong tình tiết vốn cũng không phải là quá sâu khắc, cái này lật viết so hắn tưởng tượng khó khăn lên rất nhiều. Cũng may mình cái này tiểu địa chủ cơm áo không lo, tốn thêm chút ngày giờ từ từ viết từ từ đổi, viết ra đại khái vậy nhiên không kém nhiều ít phó tiểu quan để bút xuống mới phát hiện đã vừa mới lên đèn hắn hoạt động một tí có chút tay cứng ngắc cổ tay nhìn xem vậy nhất lưu mà gạt ra giấy và những cái kia trên giấy nồng nọc giống vậy chữ nhất thời lại cảm thấy có một loại cảm giác thỏa mãn vô luận như thế nào chữ này luôn là viết xuống không ít mặc dù xấu một chút đi tới lan phường mưa mành như mạc giữa trời đất mát mẻ một phiến phương xa có người đi tới nhưng là cha hắn phó đại quan. Phụ tử hai người ở sân nhỏ nhỏ trong phòng ăn ngồi xuống, hôm nay buổi trưa, cùng Lâm Giang ba đại buôn bán lương thực gia chủ ngồi một chút. Bọn họ lần nữa nhắc tới con ta tại Văn Chương, lại không có trước đó vài ngày như vậy ca ngợi hâm mộ. Là cha xem, từng cái trên mặt cũng chút hoài nghi. Đám người miệng thước kim tích hủy tiêu cốt à. Phó tiểu quan gãy trước cơm món, cười nói. Loại chuyện nhỏ này, cần gì phải so đo? đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Cha, Di Nương thân thể được không? Vẫn khỏe. Chúng ta bây giờ nói là chuyện ngươi. Ngươi muốn cho Di Nương hơn đi đi lại lại, giữ tâm tình vui thích, thậm chí ngươi có thể mang Di Nương đi Tây Sơn biệt viện ở ít ngày. Phó đại quan nhìn Phó tiểu quan, Phó tiểu quan có chút ngại quá. Được rồi, được rồi, không phải là làm thơ mà, cái này chuyện hư hỏng mà. Thật đáng ghét à phó đại quan cười lên vui a à nói ta cũng biết con ta là có bản lãnh thật sự mùng một tháng sáu trễ thân vương phủ thượng lâm châu viên lâm đây là thiệp mời thu cất tơ du ung kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả chương 20 loạn ta tim à nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio di hồng lâu tiên âm cát lầu bên ngoài cấp mưa đánh chuối tây các bên trong đầu ngón tay phủ tố cầm nơi nói hát chính là phó tiểu quan làm vọng giang nam một khúc tràn vào dư âm lượng quanh lương hay đoá nhi cô nương đàn kỹ có một không hai thiên hạ giọng có thể so với âm thanh thiên nhiên hôm nay nghe thấy quả nhiên rất phi phàm gác lưỡng bên trong trừ phiền đoá nhi liền chỉ có hai người nói chuyện chính là cư bên phải một cẩm y thiếu niên hắn người mặc gấm vóc trụ áo lót một đôi mày rậm hạ mắt hổ như đuốc, phản phất có một cổ tử núi cao khí thế. Hắn kêu ngu hoàng nghĩa, ngu vì nước họ, hắn chính là đương triều nhàn thân vương ngu an phúc chi trưởng tử, năm 18. Cứ tại hắn bên trái nhưng là một công tử văn nhã, mặt mũi tuấn tú trắng nõn, nhìn qua tư tư văn văn rất là tinh thần. Phiền đoá nhi một khúc hát thôi, buông xuống trong tay đàn, là hai vị công tử rót đầy rượu, đây không phải là di hồng lâu rượu, mà là thế tử ngu hoàng nghĩa mang tới thiêm hương tửu. Này từ, tử, chính là vậy phó tiểu quan làm. Vậy thanh tú công tử nhẹ giọng hỏi nói. Đúng vậy, trước đó vài ngày lâm gian tứ đại tài tử ở chỗ này là trương văn hàng trương công tử đưa tiễn lúc lưu, bọn họ nói, đây cũng là phó gia vậy thiếu gia làm. Thanh tú công tử không có lấy rượu, mà là lấy trà. Này từ, nhưng là tuyệt diệu, dĩ nhiên, cô nương đánh hát vậy thật tốt vừa nói công tử này quay đầu nhìn về phía ngu hoàng nghĩa hỏi vậy mời giảng đưa cho chưa đã đưa đi có thể hắn sẽ tới hay không ta không dám cam đoan vì sao thanh tú công tử vậy đôi tú khí chân mày hơi nhíu lại ngươi là không biết ta nghe nói tên này cự tuyệt bán sơn thư viện thi hội mời vậy cự tuyệt cái này lâm giang còn dư lại ba đại tài tử muốn đặt mọi người cũng cho rằng người này vô học ở lúc trước người này quả thật vô học à, hắn làm những chuyện hư hỏng kia, ta cũng muốn đánh hắn một trận. Cái này về sau chuyện mà, và Đổng Thượng Thư vậy nhìn vạn nói cho ngươi kém không nhiều, chỉ là hôm nay Lâm Giang người cũng cho rằng hắn cái này hai bài từ là tìm một cái đại nho viết dùng. Ngu Hoàng Nghĩa hai tay chia ra, chân mày dương lên, lại nói. Ta không biết người khác tin không tin, dù sao ta là tin. Trên đời nào có cái gì thiên tài, tên khốn này liền tứ thư ngũ kinh đều không nguyên vẹn đọc qua, hiện tại lại nói hắn biết làm thơ, vẫn là lâm gian thứ tư tài tử, cái này không chính là một chuyện cười mà. Thanh tú công tử khóe miệng mà vẫn lên, lộ ra một hàng ngọc bối vậy răng. Đi thôi, ta là tin tưởng Thư Lan. Vừa nói thanh tú công tử đứng lên, ngu hoàng nghĩa uống rượu trong ly cũng đứng lên, phiền đoá nhi tự nhiên đứng dậy tiễn biệt, nhưng không ngờ tới vậy thanh tú công tử bỗng nhiên xoay đầu lại, đối với phiền đoá nhi hỏi. Đoá nhi cô nương, ngươi tin không? Phiền đoá nhi sửng sốt một chút, ngay sau đó cười nói. Đoá nhi chỉ cầu có tốt từ có thể truyền bá nhân gian, đi đâu quản hắn thật cùng giả. Thanh tú công tử gật đầu một cái, nói. Mùng một tháng sáu trễ, thượng lâm châu tụ họp, đoá nhi cô nương nhưng có rỗi rảnh tới hát một chút cái này hai bài khúc nhạc. Thượng Lâm Châu là cái này trên sông một tòa hòn đảo, là cư tại Lâm Giang nhàn thân vương phủ danh hạ sản nghiệp. Nếu không phải trọng đại ngày lễ bị thân vương phủ mời, người bình thường là không thể lên đảo, cho nên phiền đoá nhi không chút do dự liền đáp ứng. Hai người rời đi di hồng lâu, có người ở cửa nên đón chóng đỡ lên dù giấy dầu bước lên lên xe ngựa. Ngu Hoàng Nghĩa thở ra một hơi dài, lắc đầu một cái, hỏi. Ta nói cửu công chúa Điện Hạ, ngươi liền vì chuyện này chạy đến Lâm Giang tới vậy thanh tú công tử giờ phút này mới lộ ra bản tính nàng hì hì cười một tiếng nói đừng kéo cái gì cửu công chúa điện hạ kêu ta cửu muội cho giỏi đây chính là ở lâm giang ngươi là không biết ta nghe thư lan nói tới tên này sự việc thời điểm thư lan cặp mắt kia ở tránh kim quan đây ngươi nói là thư lan thích thằng nhóc kia cũng không phải là nàng đi nương thân nơi đó giao liễu xoa chuyện đi liền tìm ta nói với ta thiếu niên kia rất nhiều chuyện ta có thể nói cho ngươi ngươi đừng truyền đi ta nhìn ra được thư lan chí ít đối với vậy thiếu niên có ý chỉ là nàng có lẽ còn không có phát giác xem kỹ ngu hoàng nghĩa vỗ óc một cái cái này chuyện gì à vậy yến hy văn đâu thằng nhóc kia coi như có thể làm hai bài thơ hắn có thể cùng yến hy văn sao sao ta cửu công chúa điện hạ phiền toái ngươi trở về khuyên nhủ thư lan tên kia thật không phải là phu quân ta một mực ở lâm giang ta đối với tên kia biết rõ xa so thư lan sâu hơn nàng đây là nhập ma chướng cho nên ta đây không phải là tới mà ta chính là muốn nhìn một chút có phải hay không xem thư lan nói tốt như vậy nàng nói như thế nào nàng nói phó tiểu quan cùng người khác không cùng người này vô cùng là thú vị chỉ như vậy đúng vậy ngươi nhìn một chút cái này gian trên bờ những thứ này đèn lồng dư phúc ký hương tuyền thiên thuần ngươi lại suy nghĩ một chút hai ngày này những cái kia khu chiên gõ trống dơ băng rôn dọc di động ở lớn đường phố hẻm nhỏ đội ngũ, hắn thật giống như thật cùng người khác không cùng ư. Ngu hoàng nghĩ nhất thời nổi gió. Đây đều là đường nhỏ, bất quá là lòe thiên hạ bát người con mắt đồ thôi. Ngươi nói một chút cái này có gì dùng? Chẳng qua chính là dư phúc ký rượu có thể hơn bán một chút, sau đó thì sao? Hắn chỉ là cái tú tài, nghe nói vẫn là cha hắn xài bạc mua được, chính ngươi suy nghĩ một tí, hắn thân phận này cái này tầm mắt cách cục này, có thể cùng Yến Hy Văn sao sao. Hắn cuối cùng không cách nào nhập vào miếu đường, đến cuối cùng vẫn là cái thương nhân, dù là hắn tiền lại nhiều, cũng bất quá là một thương nhân. Cửu công chúa ngu vấn quân nhíu mày, nghiêng đầu tự định giá một lát, Hoàng Nghĩa nói. Thật giống như rất có đạo lý nha. Quảng nó, ta dù sao thì là tò mò muốn nhìn một chút. Lầm giàn có mưa, kim lăng trăng sáng. Ô y hạng tử động phủ bên trong đèn đuốc tràn vào diệt, lại có một nơi bên trong lầu nhỏ ánh đèn như cũ sáng. Đây là đổng thư lan khuê phòng, giờ phút này nàng đang trước bàn đọc sách, nhìn ngoài cửa sổ đen nhánh đêm. Trên bàn sách để một tờ giấy, trên giấy là khó mà đập vào mắt chữ. Đó là phó tiểu quan viết cho nàng bào thơ đó, nàng không có cho người bất kỳ xem qua, cho dù là nàng tốt nhất bạn gái thân cửu công chúa ngu vấn quân, nàng cũng không có lấy ra. Lâm Giang biệt ly đã có nửa tháng, không biết là thế nào, mình luôn là có chút mất hồn mất vía, Ngu Vấn Quân nói. Có phải hay không thích lên người kia? Có phải hay không đâu? Đổng Thư Lan không biết. Nếu như không phải là, vì sao luôn là sẽ nhớ tới hắn? Nếu như là... Vậy quen biết ngắn ngủi ngày, thì thật biết rõ hắn sao? Hơn nữa, hắn là thương nhân nhà, ước chừng một tú tài xuất thân, phụ thân có lẽ sẽ thông suốt một ít, nương thân nơi đó là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nương thân là trúng ý Yến Hy Văn. Đối với Yến Hy Văn, không thể nói cảm giác gì, người này khẳng định là có thể, chính là mình cảm thấy người này rất không thú vị, thư sinh hơi thở quá nặng, chỉ hướng vậy cực kỳ thật xa. Cái này ở nương thân xem ra chính là đọc đủ thứ thi thư tiền đồ tự như rực rỡ, có thể đây không phải là ta thích nha. Thiếu nữ tâm tư có chút mâu thuẫn, nàng tầm mắt lại rơi vào trước mặt trên tờ giấy này biệt hậu nhàn tình hà sở ký. Sơ oanh tạo yến tướng tư. Loạn ta tim à. Nàng lấy một tờ giấy tới, cử bút ở viết lên giấy một hàng chữ. Vì thiên địa lập tâm, vì dân sinh lập mệnh, vì vạn thánh kế tuyệt học, vì vạn thế khai thái bình. Người như có thể làm được. Vậy thì quá tốt. Converter Du Ung kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả.